Vâng, thưa quý vị, Nam Quang đang có mặt ở ngay trên đường Bonsa, nơi mà có đặt cái bảng của anh ứng cử viên Ngô Đình Lượng là Joseph Ngô đó, thưa quý vị. Và thưa anh, chào đón anh trở lại, giống như là một người hùng. Thưa anh có cảm giác gì khi mà anh được cảnh sát thả ra? Dạ, thì chúng tôi rất hài lòng và rất vui vì cảnh sát đã làm như ý của chúng tôi mong muốn. Đó là chúng tôi muốn biết là ai là người mà cho phép ông cho Lý Nguyễn Mạnh Chí treo cái kiếng bát quái đó ở trên cửa của ông ta tại văn phòng. Xin lỗi quý vị, văn phòng ô tô nó ồn ào. Ok, mình trở lại đi. Ok, xe mô tô mệt quá. Rồi, ok, bớt rồi đó. Rồi, mình trở lại đi anh Ngô Đình Lượng. Chú xem Ngô. Bắt đầu chưa ạ? Rồi, dạ vâng. Nhưng mà trước tiên là phải chào mừng anh trở lại. Thưa quý vị, quý vị biết là hồi trưa nay chúng tôi có một cuộc họp báo. Thật sự ra là anh Ngô Đình Lượng có cuộc họp báo chứ không phải chúng tôi. Và chúng tôi là cái cơ quan truyền thông đưa tin về cái sự kiện họp báo của anh Ngô Đình Lượng. Và vào đúng cái lúc mà anh Ngô Đình Lượng leo lên để gỡ cái kiếng chú yêu của ông thị trưởng Chí Châu Lê Nguyễn đó, thì là ông ta ra lệnh cho cảnh sát tới bắt anh Ngô Đình Lượng. Nhưng mà chúng tôi cũng nghĩ là cái chuyện này là ông thị trưởng Chí Châu Lê Nguyễn ông sai. Ông chỉ làm, ông dùng cái hình ảnh là ông ra lệnh cho cảnh sát bắt anh Ngô Đình Lượng là để ông muốn là tấn công anh Ngô Đình Lượng về cái phương diện chính trị. Tại vì anh Ngô Đình Lượng đang là cái người ứng cử viên mà được người dân tín nhiệm, chuẩn bị là cái như là ủng hộ hết mình, bầu cho chống lại ông em của ông Charlie là ông Mark Nguyễn. Cho nên là ông dùng tất cả các biện pháp nào mà ông ta có thể làm được để mà nhằm làm hạ cái uy tín của anh Joseph Ngô. Và bây giờ chúng tôi khi mà anh Joseph Ngô trở lại được cảnh sát thả ra là tại vì cảnh sát bắt anh Joseph Ngô rất là vô lý. Cho nên là bây giờ anh Joseph Ngô trở lại đây, quý vị thấy không, rõ ràng bắt không có cái lý do gì để bắt hết. Ông kia ra những cái quyết định rất là vô lý, ngược ngạo, cho nên là cảnh sát phải thả anh Joseph Ngô ra. Thì chúng tôi rất là vui khi mà anh được trở lại với lại quần chúng, thưa anh. Xin anh cho biết là anh có những cái suy nghĩ gì, tại sao mà khi mà ông Charlie Nguyễn Minh Chí ra cái lệnh rất là vô lý để bắt anh thì anh nghĩ như thế nào? Thì anh Nam Quan cũng như là quý khán giả đều biết đó, là hôm nay là Joseph Ngô làm một cái buổi họp báo nói về ông Charlie Nguyễn Minh Chí là một người tin dị đoan, coi như là lực cực. Vấn đề đó mà chúng tôi thấy đó là một cái điều rất là không đúng. Vì tôi thấy ông ta là người công giáo, ông ta đi vận động tranh cử, ông ta cũng mời các cha. Tôi thấy những cái hình ảnh của cha Tuyên, cha Tuấn Quyết cũng như là tất cả một số cha đến tham dự những cái buổi mà vận động tranh cử của ông ta. Và đến bây giờ đó thì ông ta cũng hay đến nhà thờ Westminster với lý do là bà Huệ mời ông ta đến để mà nói chuyện với phụ huynh học sinh, rồi có những cái này cái kia. Mà giờ cho ông ta lại treo một cái kiếng chiếu yêu, kiếng đó là một cái bùa ngải để mà làm giảm đi những cái tinh thần cũng như là làm cho người ta có thể mang bệnh cũng có nữa. Và thành phố làm lên xáo lộn cái thành phố, xáo trộn lên. Và tất cả những cái gì mà thành phố trước đây làm rất là tốt thì tự nhiên bây giờ đó, giấy phép xin hành nghề cũng 3 tháng, 6 tháng. Có những cái nhà xây phải đợi đến cả 1 năm, 2 năm mới có thể hoàn thành giấy phép. Và chúng tôi thấy cái đó là những cái điều mà vô lý, cái điều đã bất công. Và chúng tôi đã tìm hiểu ra là tại vì lý do là ông ta treo cái kiếng yêu, kiếng chiêu yêu đó là kiếng bắt quái đó, ở trên nóc cái cửa ra vào của ông, mà chiếu qua cái cửa của thành phố là cái City Hall, mọi người ra vô đó đều bị cái kiếng chiêu đó nó làm ảnh hưởng. Và cái kiếng chiêu yêu này đó là quý vị thấy đó, ở trên website nó là một cái gọi là mê tín dị đoan, nó gọi là superstitious, đại khái như vậy. Thì cái kiếng này đó nó ảnh hưởng rất là nhiều về tâm lý,
có thể mang, có nhiều người bị yếu đến cái độ mang bệnh và có thể là như vậy, và có thể là ông ta đã dùng cái kiến chữ yêu này để ông ta đưa những người anh em của ông ta vào để mà thống trị quyền lực, đại khái như vậy. Đó là những cái mà chúng tôi thấy được. Do vậy chúng tôi đã cố gắng để mà kêu gọi đồng hương là đến để cái buổi mà họp báo của chúng tôi, và chúng tôi đã kêu gọi ông luật sư của thành phố cũng như là bà city manager và một số người Mỹ họ đến đó. Lúc đó thì họ nói là bà city manager đã đồng ý cho ông Nguyễn Mạnh Chí treo cái gương đó, thì chúng tôi nói họ gọi bà manager ra đây, và bà manager không dám ra. Và ông luật sư chúng tôi, khi chúng tôi hỏi ông luật sư thì ông luật sư cũng bỏ đi. Và sau đó chúng tôi kêu gọi, nếu mà quý vị không là những người cho phép ông ta treo miếng kiếng này thì quý vị hãy gọi mọi, chúng tôi gọi cảnh sát cũng như là gọi thành phố, người thành phố đại khái như vậy đến để mà mang gỡ miếng kiếng nó xuống, vì miếng kiếng này nó ảnh hưởng đến vấn đề tôn giáo, nó là một cái nó gọi là conflict religious, là một cái kiếng mà nó gọi là thờ ma quái để chiếu yêu. Như vậy đó, nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống tâm linh cũng như là đời sống của sức khỏe của những người dân trong thành phố. Vì cái kiếng này đó, nó chỉ là cái kiếng chiếu yêu mà thôi, không có cái khung bát quái ở bên ngoài. Cho nên nó cái kiếng chiếu yêu này nó tỏa lan rộng ra và nó làm ảnh hưởng tất cả những cái đời sống của người dân trong thành phố của chúng ta. Như một cái ông thầy Pháp, ông đã nói với chúng tôi như vậy. Do vậy chúng tôi đã cố tình để mà mang cái miếng kiếng này xuống. Và chúng tôi cũng biết trước là khi chúng tôi mang xuống như vậy thì cảnh sát sẽ có thể sẽ bắt chúng tôi, và chúng tôi đã chấp nhận vấn đề đó. Thì cảnh sát họ cũng đưa chúng tôi vô phòng làm việc, và chúng tôi đã nói với họ cái kiếng chiếu yêu này nó là một cái loại mà mê tín dị đoan, nó là superstitious đại khái như vậy. Thì tôi chỉ muốn làm cái này để giúp cho người dân, cho thành phố. Cái kiếng đó là ông ta tự bỏ lên và không được qua, không được phép của hội đồng thành phố. Do vậy đó, tất cả những cái gì không được phép thì chúng tôi có quyền gỡ xuống. Nhưng đến cuối cùng đó thì cảnh sát đã gọi cho cái ông cảnh sát trưởng và họ nói là quý vị cảnh sát kia muốn làm sao cũng được. Và cuối cùng họ thả chúng tôi ra và họ nói là họ cho chúng tôi một cái lý do là chúng tôi phá hoại tài sản của thành phố. Đó là một cái điều mà chúng tôi mong muốn, là cái lý do là ai là cái người đứng đằng sau cái miếng kiếng đó. Và bây giờ đó chúng tôi đã biết được là thành phố cũng hồng đồng hòa hùa với ông Nguyễn Mạnh Chí này để treo cái kiếng chiếu yêu đó. Do vậy đó chúng tôi kêu gọi tất cả quý vị nào mà trong thành phố trong một năm qua, quý vị mà mang những cái bệnh tật mà cảm thấy mình không được vui, được khỏe hay là gì đó, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi cần tất cả những cái history bệnh nhân của quý vị để chúng tôi thưa lại thành phố vì vấn đề đã treo cái kiếng chiếu yêu đó, làm hại đến sức khỏe, làm hại đến tinh thần của quý vị ở tại thành phố của chúng ta. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Ngô Đình Lượng. Nhưng mà như vậy thì anh có cái kinh nghiệm gì khi mà ông thị trưởng Chí Charlie Nguyễn ra lệnh bắt anh một cách vô lý như vậy thưa anh? Thì như quý vị biết là ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí đã từng lên trên đài của một số người và đã kêu gọi là đừng bỏ phiếu cho Trương Sáp Ngô. Và chúng tôi thấy đó, trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã thấy được là bên hội đồng thành phố thì khi họp thì họ, ông Nguyễn Mạnh Chí thì lại chui dập bà Amy Phan West cũng như là ông Nam Quan và tấn công họ và đưa họ vào cái thế bị kẹt ở trong góc cùng. Do vậy đó chúng tôi luôn luôn, chúng tôi trước giờ chúng tôi làm một bất cứ một công ty hay là ở tại business của chúng tôi không bao giờ nghĩ đến vấn đề dồn một người nào vào trong góc cùng hết. Nếu mà chúng ta dồn vào họ vào một góc cùng thì họ sẽ đánh ngược lại chúng ta mà thôi. Và chúng tôi đã tìm hiểu ra đó thì ông Nguyễn Mạnh Chí đó là ông ấy chuyên môn ăn hối lộ và đút lót tiền qua tất cả những cái phương tiện của những người mà contractor rồi những người mà developer đại khái như vậy, và chứng tỏ là có người đã nói và đã thâu lại là ông ta đã hối lộ 1.000 đồng và bà Kimberly Hồ là 3.000 đồng đại khái như vậy. Và chúng tôi thấy là thành phố đã vừa qua bà Amy Farnsworth đòi muốn đưa ra để mà điều tra thì ông Nguyễn Mạnh Chí, bà Kimberly Hồ và ông Carlos Menzo không cho để điều tra. Đó là một những cái mà chúng tôi cảm thấy đó là chúng ta phải làm, phải đưa ra ánh sáng tất cả những cái vấn đề ai cho tiền và ai đút lót, ai hối lộ như thế nào,
để chúng ta dẹp hoàn toàn tất cả những cái vấn đề hối lộ đi thì thành phố của chúng ta mới được tốt. Nhất là chúng ta không để cái tình trạng mà hối lộ như chúng ta thấy đó là bà Kimberly Hồ, ông Carlos Menzo hoặc là chị Nguyễn Mạnh Trí đã hối lộ như thế nào, thì chúng ta phải đưa ra ánh sáng để chúng ta dẹp bỏ và chúng ta có thể bắt những người đó hoặc là những người mà đã từng đưa tiền hối lộ thì chúng ta cũng phải tìm đến, giống như là ông Phanh Trao và những người có máu mặt ở tại thành ở Bonsa này đã đút lót hối lộ để khỏi đóng thuế, khỏi đóng tiền xin permit hay là banner gì đó. Tất cả những cái đó đều là phạm pháp hết. Nếu mà chúng tôi mà được quý vị mà bầu chọn vào đó, là chúng tôi sẽ dẹp hết tất cả những cái vấn đề hối lộ đó. Và đặc biệt là cái vấn đề mà quý vị thấy đó là ông Nguyễn Mạnh Trí đó, ông ấy đưa anh em vào để mà làm từ trong sở giác là ông Mark Nguyễn đó, thì mà ông ấy ứng cử vào đó và bây giờ ông ta vote cho ông ta là Mark Nguyễn làm cái công việc mà director ở trong đó đại khái như vậy. Và bây giờ ông ta đưa Mark Nguyễn để mà ra đối đầu với chúng tôi. Thì chúng tôi biết là như quý vị thấy đó, những cái buổi họp thành phố ông ta luôn luôn đưa Mark Nguyễn lên để mà giới thiệu đại khái như vậy. Chúng tôi cũng cảm thấy được là ông này cũng không có là những người mà đàng hoàng. Và chúng ta thấy là ông ấy đưa ông Dominic Lê giữ cái hội WCF cũng vậy. Và ông Dominic Lê đã làm những cái chuyện không đúng. Và chúng tôi đã nhìn thấy được là tất cả những người, ông Johnson hoặc là tất cả những người mà đại diện ở trong cái hội WCF mấy tuần qua đã phải từ chức hết vì lý do là cái hội đó làm không rõ ràng và đã cho phép bà Nhật Linh có thể gọi, người ta có thể gọi vào để gieo tiền cho bà. Tôi nghĩ từ những cái khía cạnh đó chúng tôi thấy là cái hội này nó không có làm đúng luật và ai cũng là có thể mà gieo tiền rồi ai cũng có thể giữ tiền như thế vậy thì nó không đúng. Và chúng tôi nhìn lại thì chúng tôi thấy là chúng tôi có ký một cái check 1,000 đồng mà bây giờ đã họ bắt chúng tôi ký qua cái hội mà cao niên áo Mỹ. Đó là chúng tôi nhìn thấy được là họ dùng cái hội WCF rồi xin tiền nhưng rồi cái đồng tiền đó thì họ gieo cho bà Nhật Linh rồi có thể gieo cho bất cứ một người nào đó. Rồi hay là giao cho Nguyễn Mạnh Trí cũng không chừng, tôi cũng biết được. Và chúng ta rồi bắt chúng tôi ký check cho cái hội mà cao niên áo Mỹ. Cái đồng tiền đó, những cái đồng tiền đó nó có vô trong cái hội WCF hay không? Đó là những cái mà chúng tôi đang thắc mắc và chúng tôi nghĩ là cái hội đó phải được đưa ra ánh sáng và chúng tôi cần kêu gọi là thành phố phải đưa ra điều tra tất cả từng cá nhân một liên quan đến hoặc là những cái mà thông báo quảng cáo của bà Nhật Linh cũng phải đưa ra và họ phải điều tra. Và giống như là chúng tôi biết đó, bà Nhật Linh đó là cũng đang ở bất hợp pháp với một cái nhà ở housing để khá như vậy. Có những cái mà chúng tôi cần phải tìm hiểu nữa. Và bà ta có một cái tài sản chia lại từ một cái người chồng trước nữa. Đó là những cái mà chúng tôi thấy được đó. Là bà ta qua đây rồi bà ta chia tài sản lại rồi những cái vấn đề này vấn đề kia. Chúng tôi thấy đó là một cái rất là nguy hiểm, nhất là chúng ta thấy bà ta là một người mà sau 1975 là một sướng ngôn viên cho Đảng Cộng sản. Bà ta đã làm cho Cộng sản như thế nào thì chúng tôi biết. Tất cả những giáo viên hoặc là những người làm cho Cộng sản đều được bị họ nhồi sọ hết và họ phải huấn luyện và nhồi sọ những người trẻ con sau cái thời đó. Và chắc chắn là bà Nhật Linh này cũng không phải là thứ vừa mà bà ta trông móm méo như vậy chứ. Nhưng mà tôi nghĩ là bà ta có thể là một người gián điệp cho Cộng sản. À, vâng, rất là cảm ơn Ngôn Đình Lượng. Chắc mình sẽ còn phải nói chuyện nhiều hơn nữa. À, nhưng mà chúng tôi thấy có sự có mặt của ông Ngô Kỵ ở đây. Ông là một trong những cái người mà cũng đứng ra đồng tổ chức cái buổi họp báo hồi chiều nay của anh Ngô Đình Lượng mà chúng tôi cũng có dịp là phỏng vấn. Thành ra chúng tôi cũng muốn là xin mời anh Ngô Kỵ vào trong đây để có thể là chia sẻ thêm một vài. Xin chào anh Ngô Kỵ. Chào mừng anh. Chào ông đến trong buổi ngày hôm nay. Chào ông chúng nghị viên. Trong 2 tháng nữa là chúng tôi gọi là ông nghị viên. Bây giờ là chúng nghị viên. Chúng tôi cũng thấy bà nghị viên em phòng vấy cũng vừa tới. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi có một hồi chiều nay. Chúng tôi trong cái lúc mà chúng tôi đi ra đưa tin cái buổi họp báo của anh Ngô Đình Lượng thì chúng tôi có thấy có sự góp mặt của ông Ngô Kỵ và ông cũng là một trong những người mình gọi là đồng tổ chức cái buổi họp báo đó.
Thì thưa anh, trong cái buổi họp báo đó thì chúng tôi thấy có cái chuyện mà có thể là mình cũng không muốn nó xảy ra, có đó là ông thị trưởng Chí Trơ Liên Nguyễn đã ra lệnh là bắt anh Ngô Đình Lượng, mà cuối cùng là ông rất là bẻ bàng, là tại vì ông ra cái lệnh sai, muốn là đánh phá anh Ngô Đình Lượng để mà binh cái ông em, nhằm cho nó như là làm cho anh Ngô Đình Lượng gọi là mất mặt đối với cộng đồng Việt Nam. Nhưng mà có nghĩa là ông bị tổ chát, cảnh sát đã không có nghe lời ông mà cuối cùng là thả anh Ngô Đình Lượng ra. Bằng chứng là Ngô Đình Lượng bây giờ đang đứng trước mặt chúng ta như vậy. Và chúng tôi trong cái bữa đó, trong cái lúc đó, chúng tôi thấy là ông cũng phản đối cảnh sát rất là kịch liệt. Ông đi theo và ông coi như là lớn tiếng, ông nói là cảnh sát tại sao lại bắt anh Ngô Đình Lượng. Thì bây giờ ông có quyền là trình bày hết tất cả những gì mà ông đang có ở trong lòng. Thì xin mời ông. Vâng, chào anh Nam Quang, chào quý khán giả của Trust Media. Rất là hân hạnh trở lại với diễn đàn hôm nay. Thì thật sự những điều mà tôi nói thì tôi nghĩ rằng cũng nói đã nhiều rồi. Hồi chiều nói cũng 3-4 tiếng đồng hồ, rồi bao nhiêu đài, bao nhiêu kênh của anh Tu Lê, rồi của anh Lắm, rồi bên anh Nam Quang cũng đưa lên, rồi rất là nhiều. Tôi không thể xếp, văn tối nay và ngày mai nhiều đài, nhiều kênh cũng lên tiếp nữa. Thưa quý vị, do đó những điều nói trình bày hay quý vị thấy trong video đó, nó cũng nói đến ngay cả Nguyễn Xuân Hùng này nào cũng có đưa lên rồi. Thì và những điều mà tôi muốn nói đây đây, thời lượng hồi nãy giờ tôi nghe anh nói gần hết rồi. Anh này bây giờ anh sắp làm dân cử, do đó anh nói giống người chính trị gia rồi. Ông nói rất là thành thạo và rất là suôn sẻ. Thì thưa quý vị, một người đứng sau lưng hỗ trợ anh Joseph Gordon Lượng trong cái buổi họp báo này, trong quá khứ và chính chiều nay, tại vì tôi thấy điều anh làm rất là chính đáng, không làm cho cá nhân ảnh nhưng ảnh làm cho dùm cho hội đồng thành phố Webster và dùm cho cử tri của thành phố Webster, cho cư dân Webster, đặc biệt cho cộng đồng người Việt Nam tại Webster. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện ảnh làm là điều chính đáng, chính nghĩa, không gì cho cá nhân ảnh và không có tư thù gì cả. Và cái chuyện mà ông thị trưởng Trạc Liên Chí mà treo một cái kính chiếu yêu bắt quái này nọ, tào lao thiên địa như vậy, nó làm rất là ảnh hưởng đến vấn đề tâm linh của rất là nhiều người. Người Mỹ cũng có, người Việt cũng có, đụng chạm nhiều tôn giáo, tại vì đâu phải ai cũng thích cái đó đâu, đặc biệt người Công giáo Tin Lành. Và điều quan trọng là ông Trạc Liên Chí, ổng là người Công giáo, lúc nào ổng khoe ổng là người đạo giàu, rồi ổng lãnh đạo thanh niên Công giáo, mà đi mê tín dị đoan một cách ngu xuẩn như vậy. Và còn cái chuyện tôi rất là phẫn nộ khi ổng lại không có hòa giải, không có xử thế một cách đàng hoàng. Ông ta có mặt lúc mà anh Lượng đang họp báo, ông đi ngon qua cái buổi họp báo, ông vào phàm cười ngạo nghễ chọc quê những người họp báo. Ông đi với ông nghị viên Cật Lót Sư Dô người Mỹ để dẫn có đồng minh này nọ vào, rồi ông ngồi trong đó, ông là gọi cho cảnh sát để mà tới, trước hết cảnh sát tới dọa dẫm thôi chứ không dám bắt. Nhưng sau đó khi mà anh Joseph Bình Lượng gỡ kính chiếu yêu thì cảnh sát cầm tay bắt đi. Tuy nhiên như anh Nông Quang vừa đầu nói, anh ta nghĩ rằng đó là hành động giàn mạc, làm mất mạc, làm nhục anh Joseph Bình Lượng để tạo cho cộng đồng nhục mạ anh Bình Lượng. Nhưng ông ta đã make một big mistake, ông ta làm lẳng là cái điều mà anh Lượng làm đối với cộng đồng và mọi người cho là hành động anh hùng, can đảm, khí khái, dám làm. Tại vì bây giờ thành phố không làm, các cơ quan này là không làm, thì ảnh nhân danh là người dân, ảnh đứng đợi ảnh làm. Và đó là we the people, do đó ảnh làm. Ảnh lấy tư cách người dân, ảnh làm. Thì bây giờ cảnh sát thấy ông này ông thị trưởng ra lệnh tàu lao này nọ thì phải theo lời của ông tới rồi, này nọ rồi dẫn đi rồi thả tự do, bằng chứng anh đăng ở đây. Thì tóm lại câu hỏi của anh thì tôi nghĩ rằng ông Trạc Liên Chí càng ngày ông ta càng sa sốt, càng lầm lỡ, làm tàu lao thiên địa. Và tôi nghĩ rằng cái hành động chiều nay đã nói cho cả cộng đồng trên thế giới, trong quốc nội hải ngoại, đặc biệt thành phố của tôi, thấy được cái sự dị hận và tàu lao ngu xuẩn của ông ta. Ông ta sợ hãi đến nỗi mà phải đi gán một kính chiếu yêu, một cái bác quái mê tín dị đoan vậy, không ai chấp nhận. Hoặc cả thế giới này, ngay những cái nước mà cộng sản u mê ấm chướng này nào cũng không bao giờ có ai làm điều này. Ông
Charles Lindbergh được vào lịch sử là một người thị trưởng mê tín dị đoan và dị hợm nhất thế giới, thưa anh. Vậy đây và tôi sát cánh và hỗ trợ anh Charles Lindbergh Nguyễn, anh xin lỗi anh Ngô Đình Lượng tối đa, và chắc chắn là chúng tôi có nói chuyện với luật sư âm hiểu luật lệ, và chắc chắn có một cái vụ kiện lớn đối với City thành phố Winter tại vì cảnh sát thuộc về Winter và dưới lệnh của ông thị trưởng nữa, do đó sẽ kiện thành phố Winter và cảnh sát về cái việc bác bớ anh Lượng một cách vô cớ, và chúng tôi đòi bồi thường vấn đề danh dự cho anh Ngô Đình Lượng. Thì chúng ta sẽ chờ, và tôi nghĩ rằng bây giờ thành phố và cảnh sát rất là khó xử. Nếu cho rằng cái tài sản, cái kính chi yêu đó là của thành phố thì cái điều đó thành phố phải chịu trách nhiệm. Tại sao là đi treo một cái vô lý như vậy, và phải chứng minh là treo hồ nào đóng tiền bao nhiêu, trả chi phí bao nhiêu này nọ. Còn nó nếu nô không phải của thành phố thì tại sao ông Chí với tư cách thị trưởng đoàn lại cảnh sát bác anh Ngô Đình Lượng. Do đó đây là một cái găng gà. Yes cũng chết, no cũng chết, có cũng chết mà không cũng chết. Do đó chúng tôi đã thảo luận luật sư và tôi nghĩ rằng chờ vấn đề pháp lý sẽ đưa ra, thưa anh Nam Quang và khán giả của Trust Media. Vâng, thưa anh Ngô Kỷ, cũng giống như anh Ngô Đình Lượng, là các anh là có mặt ở trong cái cuộc họp báo của cách đây khoảng chừng 2 tuần, tố cáo là ông thị trưởng Chí Charlie Nguyễn đã ăn hối lộ từ ông Triệu Phát là $1,000, và các anh cũng tố cáo luôn bà Kimberly Hồ đã ăn hối lộ $3,000 cũng từ ông Triệu Phát. Và chúng tôi thấy là các anh có cung cấp một cái bằng chứng là có một cái phần thu âm của anh kiến trúc sư Đông, Nguyễn Huỳnh Đông, nếu mà chúng tôi nhớ không lầm. Đúng. Vâng, thưa anh, thì cái vấn đề này nó như thế nào, xin các anh một lần nữa trình bày cho chúng, cho cộng đồng và đồng hương chúng ta ở Bosa ở Nam California được biết ạ. Vâng, mọi người đều biết, các cơ truyền thông đã loan tải và chúng tôi có cuộc họp báo công khai rồi, đặc biệt là Tesla cũng thông báo rồi, thì tôi chịu trách nhiệm về cái tin tức đó. Tôi là người đã thu âm buổi đối chuyện với anh Nguyễn Huỳnh Đông, một kiến trúc sư, và anh đã khai rõ ràng, và những thân hữu tôi đối chuyện với anh thì anh đã đồng ý nếu FBI và cảnh sát, cơ quan an ninh điều tra phản vấn anh cũng nói như vậy anh. Thì đó, quý vị thấy anh xác nhận là ông Triệu Phát nói anh ta làm một cái hợp đồng giả, một cái bill, một cái hóa đơn giả, nói rằng làm việc cho ông Triệu Phát sai cắt gì đó, với số tiền đưa cho ông, rồi ông ký một cái ngân phiếu trả tiền ông Đông này làm cho ông, dù rằng không có làm gì hết. Rồi ông ta biểu là khi ông trả tiền cho ông Đông xong á, thì anh Nguyễn Huỳnh Đông mới tới ngân hàng để cắt cái check đó ra. Rồi ông Triệu Phát nói anh Đông là anh khi anh lãnh cái tiền ra thì anh đưa cho bà Kim Hồ 3,000 và ông Sợt Liên Chí 1,000. Tôi muốn tặng cho người đó nhưng tôi không đưa trực tiếp, nhờ anh. Đây là cách rửa tiền và phi pháp. Thì anh Đông vẫn kể vậy, có sao anh kể vậy, và anh đã xác nhận với người bạn tôi là nếu FBI, cơ quan điều tra hoặc hai là luật sư thành phố hoặc bất cứ cơ quan pháp lý nào phản vấn anh, điều tra anh sẽ nói như vậy. Thì đây, đối với Mỹ, như các anh làm nghị viên hay bà nghị viên em West biết rồi, luật lệ nhận tiền của người dân bất cứ hình thức nào đều phải báo này nọ và rất là cẩn thận trong vấn đề pháp lý. Tuy nhiên, chắc chắn là số tiền này tôi cho rằng số tiền hối lộ chứ không phải là ủng hộ cho tranh cử này nọ. Do đó, khi mà nhận số tiền từ ngàn đến mấy ngàn như vậy, tôi nghĩ rằng điều bất hợp pháp, và chắc chắn là tôi có thấy bà nghị viên em Phong Vest cũng đặt vấn đề này, ngay cả ông Đông Quang đã đưa ra ngay hội đồng thành phố đặt vấn đề và đã gửi cho báo chí truyền thông Mỹ này nọ và các cơ quan chính quyền điều tra. Tôi nghĩ trong ngày không xa thì tin này chính phủ Mỹ sẽ nhúng tay vào, và cơ quan công lực của Mỹ, biện lý, bộ trưởng tư pháp của City, County, tiểu bang và của liên bang sẽ nhúng tay vào trong chuyện này, thưa anh Hồng Quang. Vâng, rất là cảm ơn Ngô Kỷ. Câu hỏi này là câu hỏi dành cho anh Ngô Đình Lượng. Anh Ngô Đình Lượng đã hứa là nếu như mà anh đắc cử vào hội đồng thành phố, anh sẽ cho điều tra những cái vụ mà ăn hối lộ, và cũng giống như là những cái vụ mà làm thất thoát tiền bạc của thành phố do bà Kim Ly Hồ, ông Chí Charlie Nguyễn và ông Carlos Manzo đã gây ra. Thì thưa với anh, anh sẽ có những cái kế hoạch nào để làm những cái chuyện như vậy, và tại sao anh làm như vậy thưa anh? Như anh biết đó, là trong những cái đề mục mà chúng tôi đưa ra để tranh cử đó, chúng tôi
sẽ reorganize cái thành phố lại. Và chắc chắn trong phần đó là tất cả từ những nhân viên cho đến những người dân cử, đặc biệt là những người mà đã như là bà Kimberly Hồ, Carlos Menzo và ông Nguyễn Mạnh Trí đã từng hùa với nhau để mà che giấu cái vấn đề ăn tiền hối lộ như thế nào. Và chúng tôi cũng điều tra về vấn đề nếu ông Fanchel mà đã cho tiền như thế nào. Và chúng tôi cũng đã được biết qua cái bà Carrie Rand đó, bà ta nói một câu như thế vậy, là ông Fanchel, ông ấy cho tiền hối lộ còn nhiều hơn là tiền mà coi như là tiền đóng thuế. Đó là tiền donation đó, với tính cách là donation để là hối lộ thôi, chứ không phải là lấy cho tôi biết là như vậy. Cho rồi cái nữa là chúng tôi biết được rất là nhiều người đã cho ông Charlie và bà Kimberly hồ tiền. Và chúng tôi đang để xem coi tất cả những cái danh sách đó. Và khi mà chúng tôi khi bắt đầu công việc thì chắc chắn chúng tôi sẽ đưa ra để cho chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là Federal Agency đó, Authorization đó, thì họ sẽ làm những cái công việc đó. Và chắc chắn là những cái công việc đó nó sẽ được giải quyết. Và chúng tôi muốn là thành phố Westminster là thành phố kiểu mẫu, không có bất cứ một cái vấn đề hối lộ nào. Và chúng tôi sẽ bằng đặc biệt là đem tất cả những công việc làm về cho mang cho thành phố, nhất là những cái công việc mà dễ dàng mà để cho các dân cử hay là những người nhân viên thành phố ăn hối lộ, đó là những cái công việc mà đưa ra ngoài contract out đó, là về vấn đề construction hoặc về vấn đề planning department hoặc là vấn đề mà front desk office, về vấn đề license, những cái gì đó. Còn là những cái đó thì chúng tôi bắt buộc phải đem về hết để thành phố, để chúng ta có những công việc để và chúng ta có thể là giải quyết trong ngày, để có thể là cho những cái license business, hoặc là trong một vài tuần là tất cả những cái xây dựng ADU hoặc là xây dựng nhà cửa được giải quyết. Đó là những cái mà chúng tôi rất là mong muốn, vì chúng tôi biết được là rất là nhiều người dân đã than phiền là xin một cái license business thường thường phải đợi đến 3-4 tháng, hoặc là xây một cái ADU bây giờ là phải đợi nhiều khi cả năm cũng có nữa. Cho nên những cái vấn đề đó là những cái mà chúng tôi thấy là cần phải giải quyết. Dạ, rất là cảm ơn anh Ngô Đình Lược. Có một cái câu hỏi của vị khán thính giả đặt ra là ông Charlie Nguyễn Chí hiện giờ ông đang muốn đưa ông em của ông là ông Mark Nguyễn vào trong hội đồng thành phố là để tạo thêm phe cánh nhằm là che đậy những cái tham nhũng đang xảy ra ở trong thành phố. Ông nghĩ thế nào? Đó là những cái mà chúng tôi đã thấy được. Đó là chúng quý vị thấy, đó là ông ta đã đưa ông Dominic Lee vô một cái hội WCF để mà rửa tiền, luồn tiền để ăn hối lộ. Rồi bây giờ đó thì ông ta muốn đưa ông Mark Nguyễn vô cái ghế số 3 này, để mà có người đồng minh với ông ta, để mà ông ta cấm đoán những dân cử khác, cũng như là ông ta có những cái khi mà hối lộ thì chắc chắn là có những người che đậy cho ông ta. Chúng tôi không biết là ông Mark Nguyễn đã có từng ăn hối lộ bên sở vệ sinh hay chưa, nhưng mà chúng tôi biết là sở vệ sinh có rất là nhiều tiền. Và chúng tôi cũng nghe nói là ông Charlie Nguyễn và ông Mark Nguyễn đã cùng nhau để mà chọn một cái công ty nhà thầu để mà xây lại cái Midway City đó. Thì chúng tôi không biết là cái vấn đề đó như thế nào, chúng tôi đang điều tra và chúng tôi xem coi có phải ông ta cũng cùng cái cách ăn hối lộ với ông Charlie Nguyễn không. Tại vì đó chúng tôi biết là từ cái cột cờ vừa qua, ông Charlie Nguyễn cũng ăn hối lộ ít nhất là 10.000 đồng. Và qua những cái khác nữa thì chúng tôi thấy đó là ông ta đã có trong vấn đề đó. Và cái sở vệ sinh thì chúng tôi đang làm việc và chúng tôi xem coi là cái báo cáo cũng như là cái xây cất đó, ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí contract với ai và cái số tiền thu vô như thế nào và như thế nào đó, thì chúng tôi đang làm việc vấn đề đó. Và chúng tôi nghĩ là ông Mark Nguyễn có ăn hối lộ ở cùng với ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí ở tại sở giác. Dạ vâng. Như vậy thì nếu như mà ông có một cái ông có một cái lời nào đó để gửi đến đồng hương của chúng ta trong cái cuộc bầu cử lần này thì ông sẽ nói gì với đồng hương thưa ông? Để chúng tôi kêu gọi quý đồng hương là tuyệt đối không có hối lộ bất cứ đồng nào cho ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí hay ông Mark Nguyễn hay là tất cả những dân cử ở trong thành phố. Và đặc biệt là chúng ta làm việc gì nó rõ ràng, chúng ta nếu cần chúng tôi có thể giúp quý vị, và nếu mà được thì chúng tôi cần quý vị vận động chúng ta và bỏ phiếu cho Joseph Ngô.
Và chúng tôi chắc chắn chúng tôi sẽ hứa với quý vị là chúng tôi sẽ giải quyết tất cả những vấn đề mà lem nhem tiền bạc, ăn hối lộ này kia. Những cái vấn đề mà trước đây ông Charlie Nguyễn Mạnh Trí, Kimberly Hồ và Carlos Menzo không cho đưa ra ánh sáng, chúng tôi sẽ đưa tất cả những vấn đề đó ra ánh sáng. Và chúng tôi sẽ mướn những cái cơ quan đến để mà audit lại tất cả những hồ sơ của các dân cử hoặc là các cái những người mà trong thành phố, và nhất là thay đổi audit lại cái những cái công việc mà city manager đã không làm, và nhất là những cái vấn đề mà chúng là thành phố đã cho chúng tôi là những người phá hoại tài sản thành phố qua cái miếng kiếng chiêu yêu. Thì chúng tôi muốn là tất cả những cái vấn đề đó được đưa ra ánh sáng, là chúng tôi biết là ai là cái người đứng đằng sau. Và chúng tôi chắc chắn là về phía khía cạnh luật pháp thì chúng tôi chắc chắn là chúng tôi sẽ có luật sư để chúng tôi giải quyết những vấn đề mà họ đã lạm dụng quyền hành để mà coi như là muốn làm gì thì làm ở trong thành phố này, để phá hoại thành phố cũng như là đem đến những cái mà không tốt đến cho người dân trong thành phố. Chúng tôi sẽ cố gắng và mong quý vị sẽ dồn phiếu cho Joseph Ngô, và nhất là những người cùng với chúng tôi ở địa hạt số 2 là anh Hậu Tiêu và anh Nam Quang, Amy Phan West, và cũng như là anh Trí Tạ, là những người mà cũng đã từng ủng hộ chúng tôi. Và bên cạnh đó là bà Michelle Steele đã cũng rất là tốt với cộng đồng Việt Nam của chúng ta, và bà đã từng là những người mà gặp gỡ với chúng tôi và đã vận động và cũng như là ủng hộ chúng tôi. Vâng, thưa anh, một trong những cái câu hỏi mà chúng tôi thấy muốn hỏi anh là trong cái thời gian vừa qua là ông Charlie Mạnh Trí đó, ông ta đã nuôi một cái đội quân mình có thể mình tạm gọi là dư luận viên, trong đó có các có bà, một trong những cái người mà chửi thuê mạnh mẽ nhất dư luận viên cao cấp đó là bà Nhật Linh, là đã lên tiếng để mà tấn công anh một cách tấn công anh bằng những lời lẽ rất là vô văn hóa, thưa anh. Thì những cái người này là được cái đặc ân của Charlie của Mạnh Trí là trong những cái buổi mà diễn hành Tết hay là những cái buổi mà rước đại kỳ đó, là họ được mặc áo dài, họ được ông ta cho một cái đặc ân là mặc áo dài để mà rước cái đại kỳ của Việt Nam Cộng Hòa, cho nên là để mà trả ơn lại cho ông, tất cả những ai mà nói đụng chạm đến ông Charlie Mạnh Trí là họ nhảy vô để mà họ chửi rủa, họ tấn công một cách thâm tệ. Thì anh nghĩ sao về cái hành động này của Charlie Mạnh Trí, thưa anh? Thì quý vị biết đó là vấn đề mà Cộng sản đó đã đưa cái nghị quyết ba, nghị quyết để mà phá cái những người dân của chúng ta đó. Cho nên chúng ta đã biết là bà trước kia đó thì chúng ta thấy có Tạ Phong Tần, và sao Tạ Phong Tần đã phá nát cái cộng đồng ra rồi, thì bây giờ đến bà Nhật Linh, là bà ấy cũng là bà là người mà được chính quyền Việt Nam đó nhồi sọ họ, bà đã đi nhồi sọ những người khác, và bà qua đây bà cũng lại kết bè kết phái với những người mà đã từng là giáo viên sau năm 75 như bà Đào rồi bà Huệ rồi những người này gì kia, rồi họ nói là họ là những người công giáo nhưng mà đi tối ngày đi chửi mướn chửi thuê. Đó là chúng tôi cảm thấy mấy bà này giống như là một những người ma giáo vậy. Và chúng tôi đã điều tra ra là bà Đào thì lại là người Đảng Dân Chủ, thì lại thích ủng hộ những người dân chủ phá thai hoặc là làm những cái chuyện bậy bạ như vậy. Chúng tôi cảm thấy cái đó là những người mà công giáo, mình sống mà không đúng với cái lương tâm của người công giáo như vậy, đó chỉ là những người ma giáo mà thôi. Đó là chúng tôi cảm thấy đó là một cái điều không đúng. Và đối với những cái đạo công giáo của chúng ta là phải sống tốt, rồi mình làm ánh sáng, làm muối men cho đời, nhất là phải làm sao chứ bây giờ lợi dụng các cái bà Huệ thì lợi dụng hội rồi coi như là hội Việt ngữ của trường nhà thờ Westminster, rồi đưa ông Nguyễn Mạnh Trí đến để vận động tranh cử, hoặc là em Nguyễn Mạnh Trí đến, là những cái vấn đề đó hoàn toàn sai. Nhà thờ công giáo không thể nào chưa chấp những người mà làm chính trị đến đó để mà vận động tranh cử được. Đó là như vậy. Và rồi bà ta cũng lên chửi này kia, rồi chúng tôi cảm thấy bà ta không có xứng đáng là một cái người công giáo. Tôi nghĩ là bà ta là những người ma giáo, là những người mà cũng theo chân Nguyễn Mạnh Trí thờ yêu quái, là khá như vậy. Dạ vâng, thưa anh, trở lại với lại cái kính chiếu yêu của ông Charlie Mạnh Trí, tại vì ông
anh có nhắc đến cái vấn đề là họ là những người Ma giáo chứ không phải là Công giáo, thì chúng tôi cũng thấy đúng là như vậy. Tại vì những người Công giáo họ không có đi mà tin vô những cái vấn đề mà mình gọi là mê tín dị đoan. Làm sao mà tự nhiên là bây giờ là người Công giáo chưa bao giờ năm quan thấy là họ tin vào cái kính Chúa yêu cả. Mà ông Charlie Mạnh Chí, ông từng tự hào ông là người Công giáo, và bà Chính, bà Huệ, bà Đào thì cũng là nói là người Công giáo, nhưng mà lại đi ủng hộ cái ông mà gọi là tin vào những cái điều mê tín dị đoan này. Thì anh nghĩ như thế nào thưa anh? Thì đó là một cái điều rất là sai lầm, và cũng như là chúng tôi cảm thấy đó, ông Nguyễn Mạnh Chí này đó, càng ngày ông ấy càng bị tệ và bị hư vì vấn đề mà ông ta mê tín dị đoan, rồi ông ta kéo vào những người mà cũng có cái lòng phục vụ, rồi sau đó rồi ông những người đó trở thành những người mê tín dị đoan luôn theo ông, và họ cuồng tín, họ cuồng theo ông để mà họ không có coi những người khác ra gì, rồi họ đến những cái buổi họp của thành phố họ chửi những người như là cô Amy hoặc là Nam Quang hoặc những ảnh kia, rồi theo bà Nhật Linh cũng vậy nữa, bà ta lên trên một cái đài bà ta chửi tôi là làm nhà quàn này kia đó, ướp xác người đó chứ. Chúng quý vị biết là chúng tôi không biết bao nhiêu những người mà chúng tôi đã giúp cho gia đình, nhưng chúng quý vị biết rồi đó, vấn đề đó là chúng tôi đặc biệt chúng tôi làm với cái tính cách là với phục vụ, với vấn đề như Chúa đã dạy chúng tôi là phải đi cả chôn cả chết nữa. Chúng tôi chôn cả chết với vấn đề tinh thần phục vụ. Chúng tôi không phải là mục đích là đưa ra để chúng tôi coi như là đặt giá cao hay là lường gạt người ta để lấy hết tiền này, khác như vậy. Chúng tôi đã từng nói là chúng tôi phục vụ cái vị trí 5.500 mà thôi, là trọn vẹn một gói, một cái package như vậy để mà phục vụ nhà quản. Còn những người mà không có tiền, chúng tôi có thể làm vài trăm, 1.000, 2.000, 3.000, chúng tôi cũng có thể giúp quý vị được. Chúng tôi không có đặt đến vấn đề tiền bạc. Như nhiều quý vị đã biết, đã đến với chúng tôi nhiều khi chúng tôi không có thu tiền luôn, cho đến khi mà hỏa táng xong lấy cho rồi họ mới đưa tiền, họ mới hỏi. Sợ không sợ chúng tôi chạy. Chúng tôi làm với tinh thần phục vụ. Chúng tôi không có những cái con mụ mà nói thực sự ra nó gọi là đảng viên cộng sản hay là dân mà bán cá bán tôm, hoặc là dân mà được cộng sản nhồi sọ đó. Như bà Nhật Linh như vậy đó, là bao nhiêu năm trời bà ta làm cái đài của cộng sản, tất nhiên là bà ta phải là một đảng viên cộng sản, rồi bà ta đã được nhồi sọ rồi. Khi mà bà ta qua bên này cũng dùng những cái thủ đoạn để mà đi qua bên này được, để mà rồi ở với người này ở bên kia, hoặc là quen với một ông sĩ quan để mà lấy cái tiếng tăm là mình là vợ ông sĩ quan, đại khái như vậy. Rồi vô trong thành phố, rồi bây giờ bà ta thốt lên một câu, bà ta nói là tôi nói gì chúng tôi nói gì đó là ông Nguyễn Mạnh Chí phải nghe theo. Tất nhiên là bây giờ đó bà ta nắm quyền hết rồi. Đó là nhưng bây giờ chúng ta để ý coi, đó cái một cái bà mà thị trưởng New York á, bà ta cũng bị một cái người tàu như vậy làm gián điệp như vậy. Đó là một ông nghị viên này cũng vậy, ông ta cũng kia treo kiếng chiếu yêu của người tàu để cho ông ta là bị mê tín dị đoan, rồi ông ta lường gạt. Nhất là bây giờ đó, những nhà thờ Công giáo hoặc các cha bây giờ vẫn tưởng là ông ta là người mà có đạo tốt, nhưng mà thực sự đó ông ta mê tín dị đoan, ông ta lường gạt hết. Và đến bây giờ đó chúng ta thấy đó, chính những người mà bạn của ông ta như ông Tạ Đức Chí, ông tất cả các nhân cử mà ở đây mà hồi xưa đã làm việc với ông ta đã phải xa lìa ông ta, phải sợ ông ta vì vấn đề ông ta đã dùng kiếm chiêu yêu để mà che đậy tất cả những cái lỗi lầm của ông ta, như là hối lộ rồi ăn hối lộ rồi đủ thứ, trong những cái vấn đề mà chúng ta bây giờ nó chỉ là thấy được một phần nào mà thôi. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng khi mà chính thức mà cơ quan chính phủ mà FBI đó họ điều tra đó, thì chúng ta sẽ thấy nhiều hơn là chúng tôi nghĩ là nhiều hơn là ông Andrew Đỗ nữa. À, vâng thưa anh, cái sự kiện xảy ra hồi trưa nay đó thưa anh, khi mà ông Charlie Mạnh Chí là ra lệnh để bắt anh đó, cảnh sát bắt anh, có phải là một cái hành động mà giống như là bây giờ muốn bịt miệng anh, làm cho anh sợ hãi để sau anh không có ra tranh cử nữa? Tại vì ông sợ là khi mà anh vô trong hội đồng thành phố là anh sẽ đưa ra những cái việc làm sai trái giống như ăn hối lộ của ông và làm mất đi $1,000,000 của County gửi xuống để mà giúp đỡ cho những cái người vô gia cư không thưa anh? Yeah, thực sự ra đó cái vấn đề mà bắt tôi chiều nay đó, tôi cũng đã biết trước cái vấn đề đó. Và khi mà chúng tôi gỡ xuống thì chúng tôi đứng dưới chúng tôi nói một hồi mà chúng tôi nghĩ ủa sao cảnh sát chưa ra bắt chúng tôi. Đó là một cái. Và khi bắt chúng tôi thì chúng tôi cảm thấy là mọi việc đã giống như cái ý nghĩ của mình.
Và chúng tôi muốn là, tại vì đó chúng tôi muốn là biết là thành phố City Manager và những người làm trong thành phố đó, họ là những người như thế nào, và họ đã phối hợp và họ hùa với nhau như thế nào để mà đưa cái thành phố đi đến cái tình trạng mà muốn là phá sản, cũng như là rất là nhiều vấn đề lạm phát, vấn đề mà corruption, coi như là hối lộ, rồi thành phố gần hết tiền là muốn phá sản luôn rồi. Và bây giờ đó họ chỉ đưa ra hội đồng thành phố để mà ngăn cản Nam Quang và Amy không nói ra những cái sự thật đằng sau cái vấn đề đó, và họ tìm mọi cách là bịt miệng bằng cách là không cho Nam Quang và Amy đưa ra bất cứ những cái vị trình nào để mà trong các cái buổi. Cho nên vậy chúng tôi đã mong mỏi quý vị bỏ phiếu cho chúng tôi để chúng tôi có được cái lá phiếu và chúng tôi có thể vào trong thành phố, chúng tôi có thể đưa ra ánh sáng, và chúng tôi sẽ bỏ hết tất cả những cái vấn đề censor, không cho tất cả các nghị viên dân cử đều được giống nhau, và họ có quyền, chỉ cần mình họ có quyền đưa ra nghị trình. Vâng, rất là cảm ơn anh. Và thưa quý vị, trong cái chương trình của chúng tôi luôn luôn là mở ra cái hotline để quý vị gọi vô. Số phone là 714-589-7453, 714-589-7453. Quý vị nào có nhu cầu gọi vô để chia sẻ những cái suy nghĩ của quý vị, hoặc là đặt những cái câu hỏi cho khách mời của chúng tôi là anh Ngô Đình Lượng. Thì quý vị, Ngô Đình Lượng có nghĩa là Joseph Ngô đó nha quý vị nha. Anh ra tranh cử với là cái Joseph tên là Ngô. Joseph Ngô. Đây chúng tôi, anh Ngô Đình Lượng đứng xích ra một chút xíu cho chúng tôi thấy. Đây cái tên Joseph Ngô của anh Ngô Đình Lượng đây, thưa quý vị. Thì quý vị bỏ phiếu cho anh nha. Rồi thưa anh, chúng tôi có một vị khách đang gọi vô. Thì chúng tôi cũng sẽ mời vị khách đó tham gia. Vâng thưa anh, đây. Vâng thưa anh, hình như là anh Hoàng ở Montana phải không ạ? Anh nhìn quen. Vâng, yeah. Xin anh gửi lời chào đến quý vị khán giả của chúng ta, và tại sao anh tham gia vào cái chương trình hôm nay ạ? Hello, em chào anh Nam Quang, em chào anh Joseph Ngô Đình Lượng. Em có thấy cái chuyện biến cố sự kiện xảy ra tại hội đồng thành phố hồi chiều khi anh Ngô Đình Lượng bị bắt đó, cho nên em gọi vô, cho nên em có cái ý kiến, cái suy nghĩ của em á, rằng là cái vấn đề mà bắt anh Ngô Đình Lượng cái chiều nay đó là, đối với em đó là một hành động chính trị rất là rõ ràng, là ông thị trưởng ổng muốn chấn áp anh Ngô Đình Lượng để cho cư dân thấy cái hình ảnh của anh Lượng bị bắt là một người tội phạm gì đó, cũng giống như ông Trump, để mà cho cử tri đừng bỏ phiếu cho anh Ngô Đình Lượng, để mà cho em rể của ông Charlie vô hội đồng thành phố. Chỉ có như vậy, khi mà họ nắm được cái số đa số phiếu của cho những thời gian tới đó, thì những cái sự việc mà đem ra ánh sáng giống như là gia đình chị hoặc là tham nhũng mới được che giấu, đó là cái nhìn của em. Cho nên đối với em nghĩ rằng là anh Ngô Đình Lượng rất là, phải nói rằng là rất là can đảm khi chọn con đường này mà anh đã lường trước được thì rất là hay. Nên hy vọng tất cả người Việt ở Cali hãy dồn phiếu cho anh Ngô Đình Lượng, cho anh Howie Tiêu, cho Amy và anh Nam Quang, cho cái chức Midway, để mà vô cần phải làm sạch thành phố, kể cả thành phố và kể cả bên Midway, nhất là cái hội non-profit của bên Westminster nữa. Hình như là người của Charlie trong đó rất là đông, từ bà Đào, chồng của bà Nhật Linh, rồi Dominic là em vợ, rồi chị vợ, đưa vô trong cái nguyên một cái ủy ban đó nên profit về mặt tài chánh, về hành chánh, về tất cả mọi thứ, toàn là người nhà và người quen của Charlie không. Cho nên hy vọng cử tri ở bên Cali cần phải sáng suốt vấn đề này. Dạ vâng, hello Hoàng, xin hỏi anh một cái câu hỏi như thế này. Cũng là bà Nhật Linh, là một người ủng hộ viên cuồng nhiệt của ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí đó. Bà ta có những cái giải thích là nếu mà đưa ông Mark Nguyễn hoặc là những người ở trong gia đình của ông Charlie vô thì họ hợp với nhau và họ có thể là đưa thành phố đi tới một cái hướng mới, phát triển hơn, nhanh hơn. Thì anh nghĩ cái suy nghĩ này như thế nào thưa anh? Theo em á,
Bà Nhật Linh, bà không biết bà đang nói cái gì. Và đối với em, bà không có tư cách bà nói, tại những lời bà nói trên đài của bà toàn là chửi người ta không thôi. Ở một cái thành phố có gần cả 100,000 người dân, bộ không có người tài giỏi khác hay sao phải là người nhà của Charlie? Mark Nguyễn làm được những gì? Hình như là, nếu mà em nhớ không lầm á, chính anh Nam Quang cũng là người nói ra hôm vừa rồi trên đài của anh Nam Quang á, là Mark Nguyễn là do Charlie Nguyễn Mạnh Chí bổ nhiệm, chứ không phải là được người dân bầu vô, cho nên không thể gọi là người tài. Cho nên á, mà để tránh cho cái tình trạng gia đình chị là hai anh em vô, để vô một cái lá bầu, vô một lá phiếu, chỉ cần một lá phiếu thứ ba thôi là để khuynh bác hết, thì tại sao mình không để cho người khác có cơ hội? Nhất là hiện tại bây giờ trong thành phố Westminster đang có nhiều nghi vấn vấn đề tham nhũng xảy ra, bằng chứng là từ bà Kimberly Hồ, cái vấn đề tượng đài của thành Quảng Trị, số tiền đâu nghe nói đâu cả 100,000 đang biến đâu mất. 1,000,000 đồng của County gửi xuống Westminster hiện tại bây giờ tại sao không được sử dụng, vẫn nằm trong đó mà phải trả lại cho County. Tiền gây quỹ của hội chợ Tết, tiền gây quỹ của cột cờ, đó là những cái mà trước mắt mình đang đặt ra nhiều vấn đề như vậy, mà người cư dân cần phải biết rõ là thật sự nó đi về đâu. Mà muốn biết rõ thì cư dân cần phải bầu anh Joseph và Howie Thiêu vô, để hội đồng thành phố mình mới có thể đưa ra cái đạo luật để mà điều tra một cách triệt để, mà là để làm sáng tỏ cái vấn đề này. Đó là cái nhìn của em. À, như vậy có nhiều cái cư dân của thành phố Westminster họ đặt ra một cái câu hỏi, là họ nói là ông Mark Nguyễn đang được ông anh rể của ông là cố gắng vận động đẩy vô, để sau này lúc mà họ vô đó họ có thể là họ có cái lá phiếu để mà họ che đậy những cái hành vi tham nhũng, hối lộ của họ ở trong thành phố không có được đưa ra ánh sáng. Thì anh nghĩ như thế nào thưa anh Hoàng? Em đồng ý cái đó 100%. Đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay Charlie là ông thị trưởng ra lệnh bắt anh Joseph. Tại ổng muốn có cái một cái hình ảnh là anh Joseph là người phạm tội bị cảnh sát bắt để mà thua cử đợt này. Đó là về mặt hành động chính trị. Mà cái này giống như là ông Trump hôm vừa rồi là giống như bị thưa ra tòa đi này nọ tùm lum tội tình. Thì ông Charlie ổng đang dùng chiến thuật y như đảng Dân Chủ đang làm đối với anh Ngô Đình Lượng. Cho nên em vẫn tin rằng là anh Ngô Đình Lượng sẽ không bị cái gì. Tại vì cái vụ hồi chiều nay nó rất là phi lý. Cái kính chiếu yêu đó nó nằm ở ngoài. Nó được treo trên thành phố. Nhưng thật sự bây giờ mình phải đặt câu hỏi là gì? Cái kính chiếu yêu đó có thuộc sở hữu của thành phố hay không? Nếu không, thành phố không là thuộc sở hữu, vậy thì nó có thuộc sở hữu của bất cứ một người nhân viên nào, kể cả của ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí hay không? Nếu như không có ai dám nhận đó là của mình thì đó là vật vô chủ. Vậy thì ông Charlie lấy tư cách gì gọi cảnh sát bắt anh Ngô Đình Lượng, trong khi một vật vô chủ như vậy được treo trên đó là mất thẩm mỹ. Anh Ngô Đình Lượng đã gọi cho City Manager yêu cầu tháo xuống, mày không có thời gian tháo thì tao tháo. Còn nếu như mà bất cứ một nhân viên nào hay ông thị trưởng làm chủ sở hữu cái đó thì nó lại là càng là tào lao nữa. Nhân viên chính quyền mà lại đi mê tín dị đoán. Cho nên em thấy rằng là đó là cái mà suy nghĩ của em. Em thấy ông Charlie này càng ngày là ông không biết ông làm gì rồi. Vâng, thưa anh, có một cái câu hỏi nữa. Hồi nãy tại vì nhân cái chuyện mà anh đề cập đến đảng Dân Chủ đó thưa anh, thì ông Chí Charlie Nguyễn hiện nay ông rất là thân với lại ông Carlos Manzo, mà ông Carlos Manzo cũng đã xuất hiện trong những cái chương trình gây quỹ của ông Charlie Mạnh Chí. Mà chúng tôi được biết là Carlos Manzo là một đảng viên đảng Dân Chủ và đã và đang chống Tổng thống Donald Trump quyết liệt, cũng giống như là ủng hộ cho Kamala Harris. Thì tại sao lại có cái sự liên hệ đặc biệt này thưa anh? Anh có cái suy nghĩ gì về chuyện này không? Đối với em bây giờ mình cứ tạm thời cho ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí có quyền hợp tác với ông đảng Dân Chủ. Tạm thời mình cứ cho ok đi. Nhưng cái vấn đề mà cử tri Westminster cần phải nhìn rõ rằng là ông Carlos Manzo hiện tại bây giờ theo như mà em biết được, ổng vừa mới qua một cái khóa training để mà đưa cho cái đám mà là
gọi là di dân bất hợp pháp vô thành phố để mà chuẩn bị cho cái mùa bầu cử sắp tới. Wow. Mà cái đó là bắt đầu từ bên thành phố Santa Ana. Wow. Cho nên nếu mà những người di dân bất hợp pháp, nếu có nghĩa là gì? Có nghĩa là Charlie Nguyễn Mạnh Chí đang bắt tay với ông đó để mà cố tình đưa những người di dân bất hợp pháp vô bầu phiếu lậu. Bầu phiếu này để mà thắng cái chức này là nó liên quan tới cái quyền lợi của Charlie Nguyễn Mạnh Chí muốn bao che và muốn che giấu những cái gọi là tham nhũng của Charlie. Cho nên bắt buộc là như vậy, cho nên cư dân cần phải bầu anh Howie Thiêu cho địa hạt đó. Nếu như không, cộng đồng người Việt của mình sẽ bị người Mẻ, những người nước ngoài mà di dân bất hợp pháp nó lấn áp hết ở thành phố Westminster trong tương lai. Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng. Hồi nãy cô nghị viên Amy Fong West trong một cái lời phát biểu, cô có nói là nếu như mà ông Carlos Manzo mà ông thành công trong cái việc mà cấu kết với lại Charlie Mạnh Chí để đưa di dân lậu vô bầu một cách hợp pháp đó, thì là các đồng hương của chúng ta ở khu vực thành phố Westminster sẽ bị mất job, mất công ăn việc làm, tại vì những cái người di dân lậu đó họ sẽ vô để họ lấy công ăn việc làm của đồng hương của chúng ta. Thì anh nghĩ như thế nào về cái phát biểu này của cô Amy Fong West? Em nghĩ rằng là cô Amy Fong West nói rất là đúng. Tại vì khi mà di dân cư vô lậu đưa vô như vậy, họ chỉ bầu phiếu vô đẹp thì đưa lên, có nghĩa là họ sẽ bầu cho những cái người này. Mà những cái người này là những người đang tham nhũng, không có lo cho dân, làm cái gì họ cũng đặt quyền lợi nhóm của họ. Cho nên họ cần, mình cần phải ngăn chặn cái này trong tương lai. Đó là lý do tại sao về mặt Charlie Nguyễn Mạnh Chí và Carlos Manzo và Kimberly Hồ, mình thấy rõ ràng rằng là cái gì? Họ tham gia vô chính trường của Westminster chẳng qua là gì, họ muốn tham nhũng con đường của họ. Họ muốn làm giàu mà thôi, chứ họ thật không có thực sự làm được cái gì cho thành phố Westminster cả. Bằng chứng rằng là những cái tai tiếng này mà hồi nãy em đã nói, anh Nam Quang và cô Amy Phan West đã muốn đưa lên để mình nói chuyện, để mà tìm hiểu coi nguyên do từ đâu mà họ đã cố tình dập tắt từ đầu. Và họ muốn đưa người nhà của họ vô, đưa di dân lậu vô để mà bỏ phiếu trong kỳ bầu cử này, là lý do là tại sao? Là họ muốn khống chế thành phố. Đây có thể nói hiện tại bây giờ đây giống như là một triều đại của Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Cho nên mình cần phải chấm dứt cái triều đại này càng sớm càng tốt. Vâng, sẵn anh có mặt ở đây, tại vì thưa quý vị, anh Hoàng ở Montana rất là am hiểu, mặc dù là ở xa nhưng mà rất là am hiểu về tình hình chính trị của cộng đồng Việt Nam ở Westminster. Chúng tôi cũng rất là ngạc nhiên về chuyện đó. Nhưng mà sẵn đây hỏi anh về cái chuyện là anh có một lần chúng tôi có được mục kích cái một cái cuộc phỏng vấn của anh ở trên Phúc Bình Sa TV, và anh cũng có đưa ra những cái phân tích rất là hay mà chúng tôi thật sự ngạc nhiên. Tại vì anh không có tham gia chính trị nhưng mà anh phân tích những cái gọi là những cái sự kiện chính trị nó rất tuyệt vời. Thì trong đó anh có đưa ra một cái vấn đề là ông Chí Charlie Nguyễn đã trở thành độc tài còn hơn là cộng sản nữa, khi mà ông đưa ra một cái coi như là một cái nghị quyết là chỉ có 3 người mới được đưa ra một cái nghị quyết để mà thảo luận. Có nghĩa là ông bóp nghẹt cái tiếng nói của nghị của địa hạt 1 và địa hạt 4 do nghị viên Amy Fong West làm gọi là represent đó, và Nam Quang cũng là đứng ra để mà đại diện cho những cái địa hạt đó. Thì anh nghĩ thế nào về chuyện đó anh? Em hoàn toàn chống cái vấn đề muốn đưa lên một cái nghị quyết để mà cần phải 3 người đưa lên. Tại vì thật sự nếu mà cần 3, thường thường mà để cho 3 người đưa lên là họ đã là đồng thuận rồi. Nếu mà như vậy thì mình cần đưa lên bàn thảo để làm gì? Mình đang ở Mỹ. Cái quan trọng là tiếng nói của phe tiểu số, mặc dù đưa lên cho dù không thông qua, ít nhất là cử tri họ còn nghe được để mà họ phân tích được rằng là người này đưa lên đúng, người kia bác bỏ đúng hay sai, để mà họ ra cái quyết định cho kỳ bầu cử kế tiếp. Cái này không phải là quyền của ông thị trưởng.
Mà cái vấn đề mà khi mà anh nhắc về cái vấn đề đó, mà khi mà ông thị trưởng ổng lôi ổng, lúc mà ổng remove cô Amy ra khỏi các chức của gọi là cái gì, các ủy ban mà của cô ta đang nắm đó, bởi vì em mới chửi ổng ngu là vậy. Ổng vừa remove ra hội đồng, mấy người đó remove ra mà rút cuộc ở trên state họ xuống kêu làm sai trái, mà ổng không biết một lời xin lỗi cô ta. Đó là một cái sự gọi là đối với ổng đó lần lạ, cái tôi của ổng quá cao. Ổng làm thị trưởng mà ổng không có biết rõ cái vấn đề đúng sai. Mà sẵn đây á, em cũng muốn nói tới thêm một vấn đề nữa mà em nghĩ là đồng hương cần phải biết, rất là quan trọng. Đó là hôm kỳ họp hôm ngày 11 tháng 9 vừa rồi, nó có những ba cái yếu tố rất là quan trọng mà em muốn tóm lược đây. Nếu mà anh Nam Quang cho em có thời gian để cho em nói thì em muốn nói sơ về cuộc họp ngày 11 tháng 9. Dạ, cái này là cái buổi mà chúng tôi trao đổi giữa ứng cử viên Joseph Ngô và đồng hương và những người mà gọi vô để chia sẻ, thưa anh. Dạ, thì em có quan sát cái buổi họp của hội đồng thành phố ngày 11 tây tháng 9 vừa rồi, nó có ba vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là trong cái quỹ gọi là non-profit của Westminster đó, có tới ba người ở trong cái hội đồng quản trị đó từ chức cùng một lúc. Thì đồng hương từ chức ngay cái lúc mà khi anh Ngô Đình Lượng đặt cái vấn đề rằng là thu tiền hội chợ Tết, thu tiền này tại sao không ghi vô cái quỹ đó, tên của quỹ đó mà lại ghi qua cho cái hội ái Mỹ của bà nào đó. Mà khi mà bây giờ bắt đầu chuẩn bị nói về cái vấn đề này thì lại điều tra về vấn đề này, thì những người này có thể là độc lập, họ sợ họ bị dính vạ lây cho nên họ lực đực họ từ chức. Cái vấn đề thứ hai, hội đồng thành phố của Westminster ngay bữa họp đó, cô Amy có mời một ông luật sư tới để mà muốn trình bày về cái vấn đề homeless, rằng là tòa tối cao đã phán quyết rằng là hội đồng thành phố có quyền remove, đuổi những người homeless ra khỏi những cái gọi là nơi gọi là thuộc về đất đai quản lý của thành phố. Thì tại sao ông thị trưởng, bà phó thị trưởng và ông mẹ Carlo Menzo lại không cho ông luật sư đó 5 phút trình bày về đạo luật đó để mà mình thành phố có thể giải quyết cái vấn đề homeless tốt đẹp hơn? Vấn đề thứ ba, đúng rồi, nó có những cái vấn đề mờ ám ở đó, thưa anh. Mà dạ, thì đó là em đặt lên ba cái vấn đề đó. Và cái vấn đề thứ ba mà đối với em lại là vấn đề quan trọng nhất, chứ theo như kế hoạch của thành phố là muốn tái cấu trúc lại cũng được, hay muốn xây dựng lại những cái khu mobile home thành những khu apartment hay thương xá hay cái gì đó. Cô Amy Phan Quét cổ đề nghị là nên lắng nghe tiếng nói của những người cư dân đang ở trong mobile home đưa ra ý kiến, nhưng họ bác ngay từ đầu và họ thông qua. Khi họ mà thông qua như vậy là mình có thể đặt vấn đề rằng là những nhà investor khi họ thâu mua vô những cái mobile home đó, họ biến đổi những cái đó thành những khu thương mại hay những khu apartment, thì những người cư dân đang ở đó sẽ bị đuổi ra trên mảnh đất của họ đang ở mấy chục năm nay. Và cái người investor đó có lại quả lại cho Kimberly Hồ hay ông thị trưởng hay ông mẹ hay không? Tại vì cái vấn đề này nó cũng na ná tới cái vấn đề mà cô Amy đã đem lên là cái mảnh đất của thành phố Westminster trị giá 20 triệu gì đó mà bà Kimberly Hồ bà đứng ra bà điều đành làm sao mà biến thành còn có 14 triệu thôi. Cho nên những đây là những cái sự tham nhũng và ảnh hưởng tới đời sống của cư dân mà cái đám bộ ba này họ đã bịt miệng người khác ngay từ đầu. Thì em hy vọng cư dân họ phải biết được cái vấn đề này để mà họ lên thành phố đặt câu hỏi với thành phố tại sao không cho những người cư dân ở trong khu mobile lên ý kiến rằng là nên hay không nên. Đó là cái mà em muốn chia sẻ như ngày hôm nay. Nên tất cả những thứ này nó đều liên nối kết lại đều là vì quyền lợi, vì
tham nhũng, chứ không phải vì cư dân ở trong Westminster. À, vâng, rất là cảm ơn Hoàng ở Montana. Nhưng mà như vậy thì anh Lượng, nãy giờ anh cũng có nghe anh Joseph Ngô đó, anh cũng có nghe những cái chia sẻ của anh Hoàng ở Montana. Anh có ý kiến gì không thưa anh? Anh Hoàng nói rất là đúng và nó cũng đã trình bày rất là kỹ về vấn đề mà thành phố Westminster đang gặp phải trong những cái thời gian vừa qua. Do vậy đó chúng tôi, tại sao chúng tôi ra tranh cử là vậy? Chúng tôi cũng là những người mà nạn nhân của code enforcement, rồi như cảnh sát, rồi đến CD thì kia đó. Coi như là nạn nhân của những cái bất công đó, Phạm Tư. Bất công đó, dạ, họ đến họ harass mình đậu xe mà họ nói là không được đậu ở đó, mà ngoài đường thì public thì ai đậu chẳng được, đấy, khá như vậy. Chúng tôi đã nói với họ một câu là rất là nhiều người dân than phiền là tụi mày chỉ có harass người ta để lấy tiền hối lộ mà thôi, thì họ email lại và nói là everything okay, sir. Rồi đó là những cái mà chúng tôi thấy được, đó là những cái rất là nguy hiểm mà nếu mà người dân của chúng ta mà không có những người nghị viên tốt hoặc là giúp cho cái thành phố thay đổi lại hết thì chúng ta cứ như vậy mà cái thành phố của chúng ta nó cứ như là một cái thành phố ở bên đất nước Cộng sản vậy, tối ngày bị chèn ép trong vấn đề hối lộ hoặc là những vấn đề mà như bây giờ đó tờ thờ ma quái giống như là ông Nguyễn Mạnh Trí để cái như vậy đó, treo kính chiếu yêu rồi để mà coi như là mang đến cho mình những quyền lợi mà bất hợp pháp, rồi cũng như là mà đưa anh chị em mình vô để mà thống trị cái thành phố này, để làm cho cái thành phố này nó trở thành một cái thành phố mà chúng ta thấy là có thể là bây giờ đã, như chúng ta thấy là ông ta đã đi với những người đảng dân chủ, như bà Đào cũng là người đảng dân chủ và một số các bà là đảng dân chủ đó, họ đến để mà họ làm với ông Nguyễn Mạnh Chí mục đích là gì? Họ cũng muốn là cái thành phố Washington này có những người nghị viên đảng dân chủ nữa, và đặc biệt là họ muốn bảo vệ cái ông Carlos Menzo để mà đưa những người cư dân bất hợp pháp vào để mà làm cho cái thành phố của chúng ta đang ở đây, các căn nhà của chúng ta đang ở một cách tốt đẹp, và có chú vị sáng dậy bị mất đồ hay là tối bị mất đồ hay là những cái vấn đề an ninh. Quý vị thấy đó, trong những thời gian qua chúng tôi cũng đã từng gọi cảnh sát không bao giờ đến hết á. Nếu mà có đến thì chúng tôi phải hù là quý vị là cảnh sát thành phố, là thành tất cả những người dân khi họ gọi họ cần đến quý vị phải đến. Như vậy quý vị nói là quý vị protect and service này kia, serve cộng đồng người dân này kia, bao nhiêu tiền, 70% số tiền trả cho quý vị, với quý vị làm cái gì? Đó, chúng tôi đã trách cảnh sát và vấn đề đó, và chúng tôi thấy là chúng ta cần phải có một thành phố an toàn, thì những người khách du lịch ở khắp nơi cũng có thể về đây để mà sinh sống, mà nghỉ hè, nghỉ Tết để mà cùng vui với mọi người chúng ta. Và chúng ta, tôi cũng muốn là đem những kinh tế về cho thành phố, nhất là cái đường Bonsa đây, chúng tôi cũng đã từng nghĩ là đưa một số những nhà mà xây cất nhà cao tầng như ở bên Las Vegas, có thể biến những cái khúc đường từ Bonsa, từ Moran đến Magnolia đó trở thành những cái khu đó gọi là Little Sài Gòn Strip để khá như vậy, và chúng ta có những cái khu để mà cho mọi người đến ở tại đó, khách sạn ở đó, và có những hội trường cũng như là những cái chỗ sinh hoạt, và chúng ta thấy đó là những cái thịnh vượng mà chúng ta sẽ làm được trong tương lai. Nếu mà chúng ta cứ để cái tình trạng này mà ông Nguyễn Mạnh Chí ông cứ đem người em vô nữa rồi cứ tối ngày đi ăn hối lộ thôi đó. Chứ quý vị biết đó là bây giờ chúng tôi đã biết được là cái bên sở giác đó, ông ta và em ông ta đã đi thầu, đi coi như chọn nhà thầu. Tất nhiên là khi họ đi chọn nhà thầu đó, chắc chắn là phải có cái gọi là người Mỹ đã gọi là kickback đó, tức là hối lộ đó, chắc chắn phải có. Cho nên những người ở mà nghị viên khác đó, những người mà trong cái member của bên sở giác, họ cũng đã nói với chúng tôi là về cái vấn đề đó chắc chắn là phải có hối lộ. Chúng tôi không muốn nói tên bất cứ ai, nhưng mà cái vấn đề đó, nếu quý vị bây giờ ông ta đưa em ông ta vào trong thành phố cũng chỉ để mục đích là bịt miệng những dân cử khác và ăn hối lộ mà thôi. Cho nên chúng tôi nghĩ là tất cả mọi cái mình phải rõ ràng và mình phải minh bạch làm việc, thì như chúng tôi đã từng qua những cái khóa mà ethical như vậy đó, về đạo đức của những người dân cử đó, là không được lấy bất cứ của tiền của người nào, nếu mà vì mình lấy tiền của họ, vì mình làm việc cho họ, đó không được. Tất cả mọi cái đó, những cái mà về vấn đề mà
tại thành phố về chính trị không được làm như vậy. Dù nếu mà chúng ta có business thì chúng ta lấy bao nhiêu tiền thì họ trả bấy nhiêu mà thôi, chứ không có quyền là chúng ta lấy nhiều hơn xong rồi lấy tiền đó mang đi cho người khác hoặc là gì đó. Còn những đó là những cái cách mà nó gọi là money laundering, đại khái như vậy, rửa tiền đại khái như vậy. Nhưng mà không, vấn đề là không có tốt lành gì cho cái người dân của chúng ta, nhất là trong cộng đồng của chúng ta đây. Chúng ta là người Việt Nam sống tha hương, chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau là cái điều quan trọng nhất. Và thứ hai nữa là chúng ta phải làm sao cái đổi mới cái tinh thần, đổi mới cái con người của chúng ta. Chúng ta là phải sống một cái đất nước này, đất nước văn minh, chúng ta phải sống với cái tinh thần là phục vụ. Và chúng ta làm được thì chúng ta ăn, chúng ta không làm được thì chúng ta cố gắng là đừng bao giờ ăn hối lộ của người khác. Đó là những cái mà chúng tôi tuyệt đối là khinh bỉ tất cả những người lấy tiền hối lộ của những người khác. Đặc biệt là chúng tôi thấy được ông Nguyễn Mạnh Chí và bà Kimberly Hồ đã làm những cái chuyện đó mà chúng tôi cảm thấy rất là buồn tủi cho người Việt Nam của chúng ta. Vâng, cái này, cái câu hỏi cái này cũng cho anh Lượng và chắc cho hai anh luôn nha, anh Hoàng Montana và anh Lượng. Bây giờ cái anh Hoàng sẽ trả lời trước đi. Tại sao mà những cái vấn đề này được chúng tôi là cá nhân là nghị viên Nam Quang và cô nghị viên Amy Phan West đưa ra để mà thảo luận công khai, có nghĩa là chúng tôi muốn được đưa ra để cho người dân biết được là những cái khoản tiền 1 triệu đô la hoặc là hơn 200.000 đô la mà do bà Kimberly Hồ và ông Carlos Manzo cũng như ông Tài Đỗ mà ông đã bị người dân là coi như là đá ra khỏi cái hội đồng thành phố đó, là làm thất thoát của thành phố. Chúng tôi muốn được đưa ra để thảo luận mà ông thị trưởng chí Charlie Nguyễn, bà Kim Lee Hồ và ông Carlos Manzo nhất định là không đưa ra, thì người dân cũng có đặt câu hỏi là tại sao lại có cái chuyện đó, tại sao nếu như mà là gọi là danh chính ngôn thuận thì cứ đưa ra để mà bàn thảo đi, nếu như họ không có những cái ăn chia hoặc là những cái tham nhũng thì họ cứ đưa ra để họ thảo luận đi. Còn cái này là họ bóp nghẹt tiếng nói của chúng tôi ngay từ trong trứng, thì các anh nghĩ là những cái giả thuyết mà người dân đặt ra như vậy nó có thuyết phục không thưa anh? Nó rất là đơn giản thôi anh Nam Quang. Nếu mà mình nói về cái thời, nhìn lại cái thời mà ông Charlie với bà Kimberly Hồ họ không có gọi là thân với nhau đó, cùng một phe đó, thì bà cũng chửi ổng hèn, ổng cũng chửi bà hèn. Nhưng để cho có cái gì để mà hai người này họ trở lại chung với nhau, đó là cái vấn đề quyền lợi tiền bạc mà thôi. Bà Kimberly Hồ qua cái vấn đề cái tượng đài quản trị, qua cái vấn đề cái mảnh đất trị giá 20 triệu bà điều đình thành 14 triệu. Có lẽ rằng là ông này ổng biết cho nên bây giờ ổng ăn này ăn hối lộ, nên ổng phải cover cho bà này phải cover lại cho ông này, nên nó ra để mà không muốn cho các anh những người khác vô điều tra. Thì đâm ra cái này họ chẳng qua là vì quyền lợi của riêng tư họ, chứ không phải vì quyền lợi của thành phố. Mà cư dân của thành phố phải hiểu rằng là đó, thành phố Westminster cái thuế sale tax nó tới trên 900, mà những thành phố khác nó thấp hơn. Hàng năm em đi về Westminster ít nhất là 2 lần. Cho nên đó, cái ở bên Westminster nó vẫn rằng là cái chi phí nó vẫn cao hơn những thành phố khác. Em, những người bạn của em cũng có nhiều người rủ em đi ăn, làm đi qua Garden Grove ăn, tại vì nó rất là thực tế, cái sale tax nó mắc hơn, tại sao không qua bên kia ăn. Cho nên đó là lý do tại sao mà thành phố Westminster suốt bao nhiêu năm nay cứ thiếu hụt ngân sách. Mình nhìn vô mình thấy nó rất là phát triển, nhưng tại sao lại thiếu hụt ngân sách thì cư dân phải đặt câu hỏi. Thiếu hụt là tại vì cái sự quản lý bất tài của những cái người này làm cho thất thoát và cái vấn đề tham nhũng. Mà muốn chấn chỉnh lại thành phố thì bắt buộc phải thay người mới. Mà thay ai? Trước mắt là mình phải thay những người dám đứng lên đòi công lý, đòi lẽ phải, giống như anh Ngô Đình Lượng, cô Amy Phan West và anh Nam Quang đang đấu tranh cho quyền lợi của cư dân. Quý vị cần phải bầu những người này thì quý vị mới có thể có cơ hội thay đổi được bộ mặt thành phố, thay đổi được cái đường lối làm việc của thành phố.
thì lúc đó quý vị nó sẽ mới là sống tốt hơn. Đó là cái nhận định của em anh. À, rất là cảm ơn Hoàng. À, câu hỏi này dành cho cũng dành cho anh Ngôn Lượng. Xin mời anh ạ. Giờ thì chúng ta nói đi nói lại thì tất cả những cái vấn đề là đều chúng ta phải chống vấn đề tham nhũng. Tất cả những cái vấn đề tham nhũng sẽ phải được đưa ra ánh sáng hết để mà cho cái thành phố của chúng ta được bình an. Nhất là chúng ta mang đến cái quyền lợi tốt nhất cho người dân. Và đặc biệt là chúng ta phải tìm mọi cách đưa kinh tế về, công ăn việc làm và thành phố phát triển, thành phố có nhu cầu rồi thì chúng ta sẽ cắt giảm thuế tối đa. Nhất là chúng ta cắt giảm 1.5 tiền thuế mà thành phố của Westminster đã đi qua tất cả những người khác, và tiền thuế cao hơn là 1.5. Như vậy thì chúng ta sẽ phải cắt cái số tiền đó xuống để cho nó đồng với những thành phố khác. Và những người dân về On County này đó thì họ sẽ vui và sẽ cảm thấy thành phố Westminster là một cái thành phố có nhiều món ăn ngon, rồi rất là vui nhộn, cũng như là có những người rất là hòa đồng, vui vẻ. Không phải là như bây giờ là về họ nghe thấy cái hội đồng thành phố, ông Charlie Ngôn Mạnh Chí gõ búa rầm rầm rồi đập, rồi những người Mỹ trắng ở đây đó thì họ ra họ chửi Amy Fan West, rồi nói hay chỉ Nam Quang, rồi họ chúng tôi thấy được là có một bà Mỹ ngồi ở dưới mà họ giơ ngón tay giữa lên để như vậy. Mà trong khi đó ông thị trưởng thì cứ ngồi ở trên như vậy đó. Có những cái mà chúng tôi cảm thấy rất là tệ, ông thị trưởng rất là tệ. Ông ta đã có thể là những người đó là những người đảng Dân Chủ mà ông ta đưa đến để mà làm những cái chuyện người vu đó. Chúng tôi nghĩ là cái vấn đề đó cần phải giải quyết, và chúng ta không thể nào để những cái vấn đề đó nó tái xuất ở trong cái hội đồng thành phố khi trong những cái buổi họp như vậy. Và chúng ta có thể phải đi đến những cái vấn đề là tất cả những nghị viên đều được đưa ra những cái đệ trình, những cái nghị trình cho cái buổi họp. Nhất là chúng tôi muốn là first come first serve, tất cả những nghị trình đều đưa vô và giải quyết từng cái một. Và chúng tôi nghĩ là nếu mà chúng ta giải quyết một cách công bằng thì không có ai có thể dồn ai vào cái góc cùng hết, và chúng ta các nghị viên, các dân cử ai cũng cảm thấy nó vui. Và khi mà làm việc gì cũng vậy, quý vị cảm thấy vui thì quý vị sẽ làm công việc tốt hơn và đẹp đẽ hơn. Nhất là công việc làm, nếu mà thành phố phát triển mạnh và thành phố có tiền, có thể là thành phố có thể thuê những dân cử, nghị viên, thị trưởng làm việc full time. Như ở San Jose chúng tôi cũng đã thấy có những thành phố đã trả full time cho các dân cử để mà họ tích cực hơn để phát triển cho thành phố hơn. Đó là những cái mà chúng tôi mong mỏi. À, rất là cảm ơn Ngô Đình Lượng. Bây giờ chúng ta thời gian cũng khá dài rồi. Bây giờ trước khi mà chúng ta chia tay thì anh Hoàng có cái lời gì đã gửi gắm đến cái ông thị trưởng Chí Charlie Nguyễn không thưa anh? Và đồng hương của chúng ta ở đây. Gửi gắm cho ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí thì em thấy ổng không còn cái gì để mà mình gửi gắm. Nếu ổng là người có tư cách thì ổng nên từ chức là vừa. Còn để mà có lời cho cử tri thì một lần nữa, con cũng xin quý cử tri ở dưới bên Westminster hãy sáng suốt bầu cử, chọn những người xứng đáng để mà vô thanh tẩy, thanh lọc, thay đổi thành phố, thay đổi cách làm việc của thành phố để cho cuộc sống của quý vị ở bên đó tốt hơn. Để những người Việt ở những tiểu bang xa như con, khi đi về nhìn thấy thành phố Westminster mới xứng đáng là thủ phủ của người Việt ở Cali mà bao nhiêu năm nay mọi người ở tiểu bang khác đều nói tới. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Hoàng ở Montana. Ồ, vì Montana bây giờ là khoảng mấy giờ đến Hoàng? 3 giờ. Dạ, bây giờ là 1 giờ 20 phút sáng anh. À, vâng, thưa quý vị. À, một người rất là có tâm huyết, một người trẻ rất là có tâm huyết với lại cộng đồng Việt Nam của chúng ta, mặc dù là ở rất là xa. Nhưng mà anh rất là thích cái sinh hoạt của người Việt Nam của chúng ta ở khu vực Little Sài Gòn này. Nên năm nào mỗi năm 2 lần anh đều qua đây để mà thăm viếng bạn bè, cũng giống như là đi ủng hộ cho nền kinh tế của thành phố Westminster. Nhưng mà cuối cùng bây giờ là đổi sang thành phố Gan Rô rồi, tại vì sales tax của thành phố Westminster cao quá, phải không?
Nó vẫn ăn ở Westminster, nhưng mà bây giờ giống như cũng có nhiều người kêu đi qua bên kia ăn, là lý do chính là dạ, tại vì cái sale tax. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh. Rồi chúng tôi sẽ trả anh lại với gia đình, không có muốn làm phiền anh nữa. Và dạ rồi. Gặp lại anh vào một cái dịp khác thưa anh Hoàng. Dạ rồi, em chào anh Quang, em chào tất cả các anh và chào quý khán thính giả. Dạ vâng, rất là chào. À, dạ. Vâng, bây giờ chúng tôi lại trở lại với lại anh Ngô Đình Lượng và có sự xuất hiện của ông Ngô Kỷ. Thì chắc chúng ta cũng phải kết thúc ở đây. Dạ. Đêm đã khuya rồi. Thưa anh, thì cũng 12:20 rồi. Oh my goodness. Rồi thì xin anh Ngô Đình Lượng cho là kết thúc, và không biết là ông Ngô Kỷ có cái lời chào thôi. Dạ, tạm biệt. Dạ vâng. Xin mời. Dạ, cảm ơn này Nam Quang, cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Chúng tôi biết là giờ này cũng đã hơi trễ rồi, thì quý vị đã theo dõi, thì chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị, nhất là chúng quý vị, xin quý vị hãy gửi phiếu cho chúng tôi là cho Sạm Ngô vào cái chức vụ nghị viên thành phố Washington địa hạt số 3. Nếu quý vị không ở địa hạt số 3 ở đây, quý vị có những người quen ở thành phố Washington, quý vị có thể text và gọi nói họ bầu cho chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn, chúng tôi sẽ hứa là chúng tôi sẽ làm tất cả những việc mà chúng tôi đã đưa ra trong 12 điểm. Và cái điểm thứ 13 là làm cho cái đường phố Buôn Sa này trở thành một cái khu gọi là Little Saigon Strip, là một cái khu mà tất cả mọi người có thể về đây đầu tư và làm ăn, và chúng ta cả sẽ thấy được là một cái nên giống như một cái Vegas ở tại Little Saigon của chúng ta vậy. Và xin mời ông Ngô Kỷ ạ. À, vâng, thì những điều mà muốn nói thì tôi nghĩ rằng bữa nay là cái ngày của anh Joseph Ngô Đình Lượng, ngày của anh. Do đó thì anh đã nói tất cả những gì cần nói và khán giả cũng như đồng hương muốn nghe, và cộng thêm cái lời của anh Nguyễn Hoàng, một người bạn rất là thân thương của tôi tại Montana, tiểu bang khác, lúc nào cũng quan tâm đến cộng đồng. Rồi thêm của ông nghị viên kim nhà truyền thông Nam Quang nữa, thì danh nói hết của tôi rồi. Tôi bây giờ tôi thầy bói nói tôi tỉnh khẩu đi, cho cái nghiệp tôi nặng quá, giờ đó tôi không nói nhiều. Thì bây giờ Cali đã 12:30 rồi, thì đang ở ngay cái đường Bosa Lissigo. Thì tôi rất là vui trở lại diễn đàn cùng các bạn và quý vị theo dõi. Thì vấn đề đặt ra nó không ngừng tại đây, và như tôi đã nói hồi nãy là chúng tôi hồi chiều làm việc ngay với luật sư, và vấn đề này nó sẽ không ngừng tại đây, tại vì đây là vấn đề pháp lý. Đối với tôi làm việc rất là nguyên tắc. Do đó khi tôi nói có sách bắt chứng và quý vị chờ. Và hồi đầu đó thì cảnh sát đã dọa dẫm này nọ, nói với những người mà làm cho chính quyền tại Webster, nói rằng là sẽ bắt nhốt anh Ngô Đình Lượng, coi như bỏ tù đó, quốc đó, dẫn đi nhốt tù đó. Tuy nhiên sau khi những người bạn tôi, những người viên chức của chính phủ nói chuyện với cảnh sát đó, thì cảnh sát thả ngay lập tức. Và nghĩa là có những cái biến chuyển, và tại vì họ hồi đầu thì cảnh sát nghe lệnh của ông thị trưởng. Tuy nhiên khi qua những cái sự trình bày của những viên chức chính phủ nói chuyện với cảnh sát, thì nói rằng liệu hồn cảnh sát liệu hồng đó, đừng chớ mà dại đụng vào chuyện này, và cảnh sát đã thả anh ngay lập tức. Thay vì hồi đầu thì họ dọa dẫm dữ lắm, là vì cái lời mà đe dọa và ra lệnh của thị trưởng Charlie Nguyễn Chí. Thì thưa quý vị, chúng ta đang sống một nước dân chủ, pháp trị như thế này, tất cả làm theo luật lệ, và có nhiều người bình thường, dân trí thấp, ngay cả những người media ngay ở đây, chẳng làm ta đây là trí thức, hiểu biết. Nói ông Ngô Đình Lượng tại sao có chủ của chính phủ mà là đi tới rồi gỡ đồ gỡ điếc, rồi vi phạm luật pháp, rồi xâm phạm tài sản của chính phủ này nè, họ chẳng biết gì hết á. Họ chỉ nói chỉ học y tờ rồi nói cái chuyện bình dân giáo dục thôi. Tại vì vấn đề nó không phải đơn giản, quý vị biết là cách đây 3-4 năm đó, Black Lives Matter đó, họ tới họ phá những cái tượng, những cái ngay cả treo những lá cờ này nọ, hay là nhiều hình ảnh tôn giáo tâm linh, rồi gì những bức tượng của những tướng của nước Mỹ đó, ngày xưa trong trận chiến nội chiến này nọ đó, là cả trăm năm, ngay trong quốc hội, ngay trong các cơ quan chính phủ, họ đập phá dẹp hết. Tại vì bây giờ cái phong trào là không có cái chuyện tôn giáo tâm linh gì nằm ngay chỗ công cộng hết. Đó là bây giờ người ta văn minh là tiến bộ rồi, phải dẹp hết tất cả những đó.
mà họ không bị bắt, họ đập tường đập tượng. Quý vị vào Google quý vị coi lại đi, cách đây 3-4 năm trước là coi những hình tượng pho tượng hay những cờ xí mà liên hệ đến tôn giáo tâm linh là dẹp hết. Tại vì cái chỗ chính phủ đó là cho mọi người đây một mấy trăm sắc dân, bao nhiêu tôn giáo, bao nhiêu người thờ phượng tâm linh, mỗi người thờ phượng một cái. Rồi tại thành phố City Westminster có gần 100,000+ người dân, đâu có ai cũng thờ cái bác quái như cái thằng điên khùng, thằng thị trưởng ngu sủng nên treo vậy thôi. Bao nhiêu người Công giáo, bao nhiêu người Hồi giáo, bao nhiêu người Tin lành, bao nhiêu, ngay cả người Phật giáo họ cũng không chấp nhận. Như hồi nãy tôi nói chuyện với anh Lắm, nhảy dù ảnh người Phật giáo, ảnh nói ảnh Phật giáo nhưng anh không cũng chấp nhận. Đó là mê tín dị đoan. Do đó cái hành động mà anh Lượng gỡ cái kính chiếu yêu bắt quái này là hành động chính nghĩa. Cũng giống như cảnh sát cũng không thể nói được là anh xâm phạm cái thành phố này nọ. Tôi hỏi cảnh sát nói vậy là cũng ngu, ta cũng vẫn phân tích chứ. Ví dụ ông Lượng, tôi hay ông Quang hay bất cứ đi tới chỗ City Hall thì thấy một cái rác rưới hay một cái lâu gì đó ngay cái thành phố, phải ngay cái sân của thành phố hay một cái gì nhấp dúa ngay cái thành phố. Như vậy thì chúng tôi, ví dụ chúng tôi lượm đi, chúng tôi vắt đi, ủa đó không thể bác chúng tôi nói tại sao cái đó nằm trên đất thành phố mà chúng tôi là dám cầm đi vắt đi, phải không? Thì cái này nó cũng giống như vậy. Đây một thực nhấp dúa, một sự làm hại cho thành phố. Và anh Lượng vì cái tinh thần đóng góp cho thành phố, tinh thần hiểu biết của công dân, anh làm điều đó để làm sạch cái thành phố. Nó không phải là cái tội, cái đâu phải là cái gì mà nói ở cái đó là của thành phố. Ủa, đóng rác hàng nhớp nhúa hàng này bẩn thỉu, hàng một cái bao cô su cho gái vừa giết rứt ngay chỗ cái tòa thị chính hay trang cái cửa này nọ ngay thành phố. Nhưng chúng tôi vì công dân, chúng tôi sẽ gác vắt thùng rác. Không thể nói cái đó nằm trên đất thành phố, các anh không phải giờ không được rờ vô đó. Một đơn giản tính tôi nói chuyện thực tế, do đó cũng tùy cái chuyện chứ không phải cái gì các anh cũng nói tào lao. Và cái chuyện này nó không ngừng đây, và tôi nghĩ rằng trong ngày không xa luật sư chúng tôi sẽ nói vấn đề này, dành cho vấn đề pháp lý, bây giờ trở thành vấn đề pháp lý rồi. Và chúng tôi dành cái quyền đó cho luật sư chúng tôi, và anh Lường, anh Đồng Quang, anh Nguyễn Hoàng hay là nhiều người đã nói rồi. Thưa quý vị, tại bữa nay rất là bất ngờ, anh Lượng chứ không phải tôi đứng sau lưng ảnh, nhưng ảnh là người trong ban tổ chức họp báo này. Nó sắp xếp gần cả tuần rồi, thì chúng tôi thông báo cho các cơ quan truyền thông. Tuy nhiên quý vị thấy bữa nay cũng không có nhiều, tại vì có một cái chương trình, một cái hãng phim của Việt Nam có cuộc họp mặt rất là lớn tại Los Angeles cách đây khoảng tiếng hồ, người ta đã chuẩn bị cái chương trình đó lâu rồi. Do đó hầu đa số những kênh hay là đài này nọ tham dự cái đó, tại vì họ đã có cái chương trình rồi. Do đó hôm nay tương đối khiêm nhường. Tuy nhiên những cái video thao sẽ được share ra, tại vì người ta nhờ chúng tôi thao rồi share họ, và không cần chủ quyền gì hết, không cần copyright gì hết, và cho họ sẽ share trong chiều nay và ngày mai này nọ. Do đó chúng họ đã nói với tôi là chúng ta sẽ có cuộc họp báo rất là sớm, tại vì bữa nay người ta dự không được. Do đó rất là sớm, có thể mai 21 này nọ, trong cái không khí như thế này, để có cuộc báo để người ta có cơ hội tham dự và trực tiếp để mà nói chuyện, và anh Lượng và những người liên hệ sẽ trình bày vấn đề. Dù rằng họ sẽ share cái video hôm nay, nhưng họ cũng muốn trực tiếp họ gặp anh để mà mình nói và nói những cái gì diễn tiến tiếp về cái những chuyện xảy ra thì đó. Thì giờ này thì bây giờ tôi cũng già rồi, 70+ tuổi rồi, chứ không phải 27 tuổi dân đồng quân anh Lượng đâu. Do đó sướng hôm nay sướng là 57 tuổi. Do đó chúng tôi nói lời tạm biệt và rất là vui trở lại diễn đàn. Và nếu chúng ta còn duyên thì đối với tôi, quý vị biết rồi, cuộc sống chúng tôi là tất cả là duyên. Và hòa nhi bất đồng có những trong cuộc sống, trong làm việc có những sự bất đồng nhưng không bất hòa. Đó là chủ trương của tôi. Quý vị thấy tôi rất là bình thường. Do đó có thể có một số người ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện trên làn sóng của William Trust như thế này, Search Media như thế này. Tuy nhiên cái chuyện đó tôi không ngạc nhiên.
thì cũng giống như tôi có những vấn đề với anh Vũ Hoàng Lăng, Formosa, vô rang tôi cộng tác với anh tới 14 năm. Rang cái chuyện đó bình thường. Tuy nhiên trong tinh thần hòa nhi bất đồng, tinh thần xây dựng và trong tinh thần thiện chí với nhau thì chúng ta thẳng thắn và rất là công khai. Thì Ngô Kỷ nói lời tạm biệt và chắc chắn vấn đề này nó không phải như tôi đã nói, không phải vấn đề cá nhân của anh Ngô Đình Lượng, không phải cá nhân tôi mà chuyện của cộng đồng và chắc chắn tôi nghĩ và của thành phố và của dân cư, không riêng chỉ Quế Tơ phải là cái này nó xảy ra và ảnh hưởng đến mọi người. Và tôi nghĩ rằng cảnh sát đang rất là lo ngại về cái chuyện mà khi ta vì họ làm việc họ phải nghe lời ông thị trưởng và cái chuyện tất cả trách nhiệm nằm nơi ông thị trưởng. Và tôi nghĩ rằng ông ta đã make một mistake, một cái lỗi lầm rất là tai hại. Ông ta đã dùng cái quyền uy của thị trưởng. Quý vị biết rồi, ông Trọt Lê Hữu Chí đối tôi không xa lạ, tôi quen biết ông bao nhiêu năm. Và những cuộc bầu cử vừa qua, quý vị thấy tôi rất là gần gũi, nỗ lực, ủng hộ. Lúc đó ông ta thấy không có gì để sai trái, cái đó tôi rất ủng hộ. Tuy nhiên, khi ông đắc cử thị trưởng thì ông bắt đầu thay đổi của người mà, hiểu không? Thì cái chuyện cũng như vợ chồng, cưới nhau, lúc cưới nhau thì vui vẻ, mọi chuyện tốt lành. Nhưng đến khi mà phai đau ra này nọ, bê bối lì hay dâm đảng hay là ngoại tình phản bội thì ly dị, cái chuyện nó thường. Do đó quý vị không có ngạc nhiên khi mà thấy tôi cách đây mấy năm tôi ủng hộ Trọt Lê gần gũi, Trọt Lê Chí, nhưng bây giờ tôi chống đối rất là công khai. Vì do đó cái chuyện không có gì tôi giấu giếm cả. Và thì bây giờ cái chuyện này ông quá tệ, ông quá sai đối với cộng đồng, và tôi thấy rằng tôi cần phải lên tiếng. Đó là lý do mà chúng tôi phải có những cái phản ứng sai với cộng đồng, sai với tôn giáo luôn. Vâng, cái tôn giáo thờ ma quái này kia, ta mê tín dị đoan, đó là những cái vấn đề mà rất là nguy hiểm. Tôi có nhận sau khi mà anh gửi những tin tức này cho các vị linh mục, các giáo hữu này nọ đó, họ liên lạc với tôi, họ cũng họ không tin cho nó thiệt. Tại vì nghĩ là có thể là anh đang ghét ổng hay này nọ đó. Tôi verify, tôi gửi người ta những bằng chứng, những cái hình ảnh này nọ đó, thì cuối cùng họ rất là thất vọng. Do đó, tại vì ông Nguyễn Mạnh Trí lâu nay ông cứ sử dụng công giáo, tại vì ông có một quá trình làm việc với công giáo này nọ, do đó công giáo ủng hộ rất nhiều. Nhưng qua cái sự kiện này tôi nghĩ cái sự tai hại rất là lớn cho ông, và tôi nghĩ rằng ông có thể không dám tới nhà thờ trong lúc này. Thưa anh, ông gặp người ta sẽ đặt vấn đề này. Một người mà tôi thấy ông mặt rất là chai lì, ông ấy đã vào thành phố Westminster mà ông ấy, người ta nói ông ăn hối lộ 1.000 đồng mà ông không dám nhận. Đang cái đó thì mình không biết. Tuy nhiên về vấn đề tôn giáo đó, nó thể diện cũng nhiều. Tại vì đức mặt Chúa này nọ về đạo đức mà, nhưng do đó tôi nghĩ rằng thì ông đó thì không có gì ông không thể làm được hết. Con người ông thì nếu mà ông có liêm sĩ thì ông đã không làm rồi. Thì giống như anh Hoàng anh có nói đó, nếu mà ông có liêm sĩ thì ông từ chức ạ. Vâng, chứ đừng có để cho cảnh sát đến còng tay bắt đi cái nhốt tù. Qua vấn đề ông hối lộ này là tôi có bằng chứng và chúng tôi sẽ đưa truy tố ông, chứ không phải là chúng nó không. Và ngay cả bà Amy West đã gửi cái thông báo báo chí rồi, và báo chí Mỹ sẽ nhập cuộc, chính phủ nhập cuộc. Thì tôi nghĩ rằng đối với Mỹ, và khi chúng tôi đưa ra chúng tôi chịu trách nhiệm. Và chắc chắn FBI hồi này nọ, ông ta nói tôi dọa, không, tôi không dọa đâu, tại tôi dọa tôi đưa công khai. Đúng rồi. Do đó cũng giống như chiều nay. Anh dọa mà tại sao anh dám lấy thân anh đứng trước công cơ anh gỡ? Nếu sợ mình đâu có làm, phải không? Mình làm thì mình không sợ. Yếu thì đừng ra gió, mà sợ nóng thì đừng bao giờ. Đặc biệt là chúng tôi nghe thấy được bà CD Manager nói về vấn đề hội WCF, và ông Johnson, ông có lên, ông có nói về vấn đề đó, cái hội đó làm như vậy là không có đúng đó. Vâng. Và chúng tôi nghĩ là cái hôm trước chúng tôi, cách đây 3-4 tuần đó, chúng tôi đã nộp cái hồ sơ đó vô, và nói là cái hội WCF có bà Nhật Linh kêu gọi giao tiền rồi những cái này kia đó. Chúng tôi đề nghị là phải điều tra từ bà Nhật Linh cho đến những người trong hội WCF và hội cao niên Áo Mỹ nữa. Thì hôm nay chúng tôi thấy ở đây họ nói ra như vậy thì chúng tôi nghĩ là họ sẽ tiến hành cái vấn đề điều tra. Vâng, chắc chắn là chuyện với tờ chúng ta nói khoảng 10 đêm như thế này, chẳng như hết đâu. Tuy nhiên chúng ta gói ghém là trong vài tiếng đồng hồ như vậy, và 11 giờ, gần 1 giờ khuya của California. Chúng tôi nói là tạm biệt, cảm ơn ông Quang, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Và chúng ta chắc chắn không ngừng tại đây, và chắc hy vọng rằng trong diễn tiến tương lai chúng ta sẽ trình bày cho khán giả biết. Diễn tiến thưa quý vị. Vâng, xin cảm ơn ông ứng cử viên Ngô Đình Lượng vào chức vụ là Council Member Địa hạt 3 thưa quý vị. Và cũng xin cảm ơn Ngô Kỷ đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, good night quý vị nha.
Bye. Xin giới thiệu đến quý vị trung tâm nha khoa Smile Again Dental Center, vừa được tân trang rộng rãi hơn, là nơi được sự tin tưởng của quý đồng hương trong suốt thời gian qua. Với phòng lab hiện đại làm răng ngay tại chỗ, đội ngũ nha sĩ là giảng viên tại các đại học danh tiếng. Smile Again chuyên về cấy răng implant, răng xứ thẩm mỹ, niềng răng, nha khoa tổng quát, đặc biệt implant toàn hàm All-on-4, All-on-6. Nhận các loại bảo hiểm VPO, Medical, Activa, Levercare có giá ưu đãi và tham khảo miễn phí cho quý vị không có bảo hiểm. Smile Again Dental Center, địa điểm duy nhất ngay góc đường Magnolia và Harvard. Điện thoại 714-248-9883, 714-248-9883.